mời các bạn nghe phần 2 vạn kim chi và lăng quốc đống trang bị xe lửa xong xuôi phía sau xe ngày thường dùng chứa đồ như lương thực này thức ăn gia súc này phân bón này cái gì cũng để cả thỉnh thoảng còn phải gánh trọng trách là gánh phân và nước tiểu do đó hôm qua sau khi đi mượn xe lửa về hai vợ chồng đã mất cả tối trà rửa sạch sẽ phía sau xe sáng sớm nay nhân lúc bọn trẻ còn chưa dậy lăng quốc đống lại lấy từ trong kho ra một ít trang bị mà lúc trước cả nhà lên huyện một cái nện cũ dày sau khi trong nhà bật nệm lót bông mới thì cái nệm cũ không dùng nhiều nữa mà chuyên để lót xe lửa. Điều kiện đường xá bây giờ đều không tốt, đường đi gập ghềnh sóc này, người lớn thì sao cũng được nhưng ra thịt trẻ con non nớt, lót ít đệm này có thể đỡ phải chịu khổ một chút. Ngoài đệm lót lăng quốc đống còn lấy ra hai cái dù giấy dầu, đợi lúc mặt trời lên cao một chút, nắng gắt cũng để hai cây dù này cho bọn trẻ dùng. Đợi lúc đám lăng kiều thức dậy, rửa mặt chải đầu chuẩn bị ra ngoài đã trông thấy một chiếc xe trang bị chỉnh tề. Giống như xe lửa để đi du xuân Cậu ba, vợ cậu ba à Tối qua hai người ở lại nhà hả à. Không phải người nào cũng có thể đánh xe lửa Lăng quốc đống và bọn trẻ đều ngồi ở sau xe Vạn Kim Chi thì đánh xe lửa ở trước Bây giờ cũng chỉ 6 giờ hơn thôi Trời còn chưa sáng hẳn cũng không đến mức phải bung dù che nắng Cả nhà lăng quốc đống và nhà lăng quốc phú gặp nhau ở ngã ba đường Đều đi về hướng đầu thôn Lăng quốc phú đang đi xe đạp Hai đứa con gái trong nhà đứa lớn 3 tuổi tên Lăng Bảo Trân đang được vợ của anh ta là Bạch Xuân Kiều ôm. Đứa con gái nhỏ mới vừa được một tuổi tên Lăng Bảo Châu thì dùng vải thô điệu ở sau lưng, đôi mắt nhỏ đang nhắm chặt, đầu rủ xuống rõ ràng là đang mơ màng ngủ. Lăng Kiều và Lăng Điểm đều nương theo giọng nói của mẹ mà quay đầu lại nhìn về phía cả nhà chú ba ở bên hướng khác. Lăng Điểm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chú ba trong đời này của cô bé, còn Lăng Kiều đời trước cô bé đã nhìn phát ngấy người nhà này rồi. Cô bé lặng lẽ quan sát Lăng Quốc Phú và những người khác, ánh mắt vẫn đảo một vòng quanh bé con 3 tuổi Lăng Bảo Trân. Lăng Bảo Trân vẫn là đứa trẻ đồng trang lứa với Lăng Tráng nhưng mà tính khí đã rất đỏng đảnh rồi. Trông thấy chị cả của nhà bác hai cứ nhìn cô bé hoài thì hung dữ chừng chị họ một cái. Anh hai, chị hai, hôm nay anh chị cũng dẫn tụi nhỏ lên huyện à. Xe lừa bình thường đều dùng để chứa hàng, do đó phía sau xe rất rộng rãi. Lăng Quốc Đống dẫn theo ba đứa trẻ ngồi ở sau còn thừa ra một khoảng nhỏ đủ cho hai người lớn ngồi cho dù xe đạp trong khí thế đó mà bạn thử ngồi ở yên sau xe trải qua một đoạn đường đá ở nông thôn lại trải qua đoạn đường lồi lõm không bằng phẳng từ dưới quê lên huyện mà xem đảm bảo mông của bạn tê đến nỗi nó không còn thuộc về bạn nữa đây cũng là nguyên nhân bạch xuân kiều không sẵn lòng xuống nông thôn lắm đoạn đường trở về quá là chịu tội xe lừa mà nhà anh hai chuẩn bị trông vẫn thoải mái hơn nhiều bạch xuân kiều ngưỡng mộ ngó nhìn mấy lần còn lót thêm một tầng đệm sạch sẽ nữa chẳng hề bẩn tí nào còn mềm mại cả đường đi ngồi trên đó sẽ không cảm thấy mệt. Ừ, đi lên huyện đó. Vạn Kim Chi gật đầu đáp, vợ cậu ba à, không phải chị hai phê bình cô đâu mà cô xem thân hình nhỏ nhắn gầy ốm thế kia của quốc phú nhà các cô. Một người phụ nữ trưởng thành như cô không biết ngại mà để cậu ấy chở cô và hai đứa con gái à, cô nhìn tôi xem này cũng chẳng nỡ để quốc đống nhà tôi chịu cái tội đó. Đã đến thế giới này nhiều năm rồi Vạn Kim Chi vẫn không thích nghi được với lối sống nữ nội nam ngoại này đặc biệt là hai người lăng quốc phú và bạch xuân kiều một người gầy ốm trắng nón một người bởi vì con cái còn chưa cai sữa mà bồi bổ trông đến béo tròn càng làm vạn kim chi nhìn không quen ánh mắt đồng cảm nhìn lăng quốc phú mấy lần chị hai cũng không phải tất cả phụ nữ đều giống như chị mặt của bạch xuân kiều đã xanh mét rồi không nắm được cuối cùng vạn kim chi có ý gì rất lâu mới phun ra được một câu như vậy thế cũng đúng không phải tất cả phụ nữ đều có thể làm giống tôi cũng không phải tất cả đàn ông đều có may mắn thế này như quốc đống nhà tôi vạn kim chi gật đầu khẳng định vợ của cậu ba tuy rằng con người chẳng ra làm sao nhưng được cái thích nói sự thật điểm này làm người ta vui vẻ bạch xuân kiều sắp bị người phụ nữ mặt dày trước mặt này làm cho tức điên rồi ánh mắt chuyển về phía lăng quốc đống đang ngồi trên xe lửa một người đàn ông to lớn như anh ta cũng sắp bị nói thành tên bám váy ăn không ngồi rồi rồi đấy lẽ nào anh ta không hề tức giận à không nhìn còn tốt vừa nhìn lại càng tức mình cả quá trình lăng quốc đống chỉ dùng ánh mắt yêu thích mà nhìn vạn kim chi đang đánh xe đối với mấy lời nói vừa nãy của vạn kim chi anh ta chỉ thiếu điều khua chương gõ trống để biểu thị sự tán đồng cái nhà này rốt cuộc là đàn ông kiểu gì phụ nữ kiểu gì thế tất cả đều là đồ ngốc bạch xuân kiều không muốn nói chuyện thêm với vạn kim chi nữa nhưng lại đỏ mắt ghen tị nhìn phía sau xe thoải mái kia của bọn họ không nhịn được lại nói một câu không có đầu cua tai nheo gì sớm biết thì hôm qua không nên dẫn bảo chân và bảo châu theo Bây giờ lại để bọn chúng chịu tội. Cô ta nghĩ nhà anh hai nghe thấy lời này chắc biết ý của cô ta là gì chứ, đến lúc đó đối phương mời cô ta ngồi xe lừa thì mình khách sáo vài câu, sau đó thoải mái mà ngồi xe đi. Chỉ đáng tiếc, đầu óc của người bình thường và người không bình thường thì không cùng trên một tần số. Ừ, hai đứa trẻ còn nhỏ như thế mà, cậu ba em dâu ba, sau khi mọi người về nhà cũng học tôi đi mượn một chiếc xe lừa, như thế này thì không cần chịu tội. Vạn Kim chi ưỡn ngực ra, cô ấy không cảm thấy chiếc xe đạp nhỏ xíu đó có cái gì tốt đẹp cô ấy có một ông chồng và ba đứa con một chiếc xe đạp thì có thể chở được bao nhiêu người chứ đợi cô ấy có tiền rồi thì tự mình mua một chiếc xe lửa lại có thêm càng nhiều tiền nữa thì mua xe hơi bốn bánh có thể chở cả nhà bản thân cũng nghĩ thông suốt chuyện này vậy mà cả nhà cậu ba thông minh có tiếng còn nghĩ không thông chẳng phải ngớ ngẩn quá rồi à bạch xuân kiều triệt để cạn lời cũng không nghĩ tiếp chuyện quá giang xe gì nữa cô ta sợ mình mở miệng tiếp chỉ sẽ hoàn toàn bị tức chết Nghĩ đến chuyến đi về quê lần này của hời gì cũng không chiếm được mà tối qua suýt nữa câu xé nhau với nhà cả lăng. Sáng nay lại chịu một bụng tức, Bạch Xuân Kiều cũng không biết mình về quê làm cái gì nữa. Tức giận ngồi ở yên sau, hung hăng nhéo chỗ thịt mềm ở giữa eo của lăng quốc phú. Lăng quốc phú đau đến mức suýt xòa. Nếu không phải kiêng nể ba của Bạch Xuân Kiều thì đã muốn xuống xe tát chết con đàn bà ngu xuẩn này rồi. Tú Mai à, bà xem đứa bé kia kìa, có phải rất giống không? Trời vẫn chưa sáng hẳn. Mấy ông cụ bà cụ được điều xuống cải tạo mấy năm nay sống trong chuồng bò đều đã thức rồi. Trong đó có một ông cụ đang khom lưng, có vẻ như ngoài 50, dáng người cao gầy đang hỏi người phụ nữ ở bên cạnh kém ông ta vài tuổi, sắc mặt cũng lo âu. Hướng mà tay ông ta đang chỉ chính là hướng mà gia đình nhà họ lăng vừa mới đánh xe lửa đi qua. Tôi cũng không biết, nhìn lại xem sao. Trên mặt người phụ nữ kia lộ ra vẻ đau buồn và lo âu cầm cái cào gom đống cỏ khô chất thành hình ngọn núi nhỏ ở bên cạnh để thêm đồ ăn cho hai con bò vàng quý báu nhất cuối cùng của thôn. Ôi chao ông cụ kia thở dài, thu hồi tầm mắt của mình rồi cầm cái cào ở bên cạnh lên, dương ngón tay xếp thành hình hoa lan rồi bắt đầu làm việc. Thôn đường thạch cách huyện còn khá xa, vạn kim chi chậm rãi đánh xe lửa, ước chừng khoảng một tiếng rưỡi sau cuối cùng đã đến huyện, lăng quốc phú đi xe đạp theo lý thì tốc độ phải nhanh hơn vạn kim chi. Đáng tiếc anh ta dẫn theo vợ và hai đứa con, đến nửa đoạn đường sau thật ra cũng chẳng khác rùa bò gì cả hai nhà gần như đi cùng nhau ở nửa đoạn đường sau bạch xuân kiều ngồi ở yên sau thì đang nhìn cả nhà vạn kim chi kia lên huyện mà còn làm màu hai cây dù sau khi mặt trời lên lăng quốc đống ở phía sau dựa vào vạn kim chi che nắng cho hai người lăng kiều lớn nhất trong ba đứa trẻ thì nắm chặt cây dù còn lại che cho mình và em trai em gái một tí tia nắng cũng không chiếu đến không chỉ như thế nửa đoạn đường sau mấy người này còn lấy một rổ cà chua và dưa leo rửa sạch ra, tươi ngon mọng nước bậc nhất. Vừa xì sụp ăn ở trước mặt cô ta còn vừa nói ăn ít thôi đợi vào huyện thì có mì thịt băm chua cay ngon miệng ăn rồi, đừng có ăn no trước. So với bên này thì đội nắng đến chảy mồ hôi, cả nhà lăng quốc phú đói bụng trông càng thêm tẻ ngắt. Hai vợ chồng lại lần nữa xác định cả nhà anh hai đều là người độc ác, vừa lên đến huyện thì không chờ được tách họ ra. Sợ là đi chung với nhà họ tiếp thì đầu óc của mình cũng bị làm cho không bình thường theo vạn kim chi căn bản không biết mình gây sốc lớn như thế cho nhà cậu ba lăng cô ấy vẫn như cũ dừng xe lửa ở nhà của một người đồng hương đã chuyển lên huyện ở mang tất cả đồ cần mang rồi vui vẻ dẫn chồng và bọn trẻ đi dạo huyện lăng kiều và lăng điểm đi theo ba mẹ trông thấy bọn họ quen thuộc đường xá đi đến trước một hàng ăn năm chữ tiệm mì đông phương hồng đỏ tươi ở mặt tiền của cửa tiệm vô cùng rõ ràng chỉ là ở dưới cùng của tấm bảng hiệu còn có một hàng chữ nhỏ không nhìn kỹ thì không phát hiện ra nổi Tiệm mì Đông Phương Hồng chỉ bán mì thịt bằm. Tiệm mì này làm ăn cũng tốt thật, người đã ngồi đầy ở trong tiệm, bởi vì không có đủ chỗ ngồi nên còn dựng lên mấy cái bàn để bên ngoài. Mấy người đang vội dứt khoát bưng bát ngồi xổm ở bên ngoài xì xà xì sụp ăn mì. Ở thời đại này có thể có nhiều người sẵn lòng tiêu tiền đến tiệm ăn mì như thế. Vậy mì ở nơi đó chắc chắn có nét đặc sắc, còn chưa ăn mà nước miếng của lăng điểm đã bắt đầu ứa ra trước rồi. Cũng là số họ may, vừa đến tiệm mì không lâu thì vừa hay có một đại gia đình ăn xong nên trống ra một bàn ông chủ năm bát thịt băm sa tế một bát thịt băm nước lèo tuy rằng cả đoạn đường cũng ăn không ngưng mồm nhưng đối với hai người trưởng thành như vạn kim chi và lăng quốc đống mà nói một bát thịt băm sa tế rõ ràng vẫn không đủ ăn có ngay đây bác đầu bếp làm mì phía trước la lớn rồi dùng khăn mặt vắt trên cổ của mình lau mồ hôi động tác trên tay chẳng hề dừng lại tiệm mì này vốn dĩ là của tư nhân ông chủ cũ ban đầu là người từ bên tỉnh thiểm tây lại đây món mì thịt băm này là nghề gia truyền mà tổ tiên của nhà họ truyền lại bởi vì có mùi vị hoàn toàn khác lạ nên rất được người bản địa yêu thích tiệm này từ lúc mở đến bây giờ tay nghề kế thừa từ con trai rồi lại truyền đến cháu trai bây giờ đã là đời thứ tư rồi bây giờ tiệm mì này cũng coi như là tiệm ăn công tư hợp doanh bảng hiệu cũ đã gỡ thương hiệu này hợp nhất thành đông phương hồng nhưng người làm mì vẫn là gia đình gốc kia mùi vị chẳng hề thay đổi tí nào mì thịt băm sa tế là món đặc trưng mì thịt băm nước lèo là đầu bếp cũ trước đây vì chiều theo dân bản địa ít ăn hay không quen ăn cay nên thay đổi mùi vị không thua gì mì thịt băm sa tế nhưng cũng có hương vị đặc biệt lăng tráng vẫn là một em bé không thể ăn đồ quá cay sợ gây nóng người bát nước lèo kia chính là gọi cho cậu bé còn về những người khác trong nhà chắc chắn là ăn món mì thịt băm sa tế ngon nhất rồi tiểu thái tử ngồi giữa hai người chị ngoan ngoãn tự mình đeo yếm dãi lên cũng không biết ai đã vẽ ra hai con ngỗng ngu ngốc trong nhà kia lên. Một tay cầm đũa một tay cầm muỗng, liếm đôi môi đỏ ao không chờ được muốn ăn ngay. Mì thịt băm sa tế chính gốc cần chú trọng rất nhiều thứ, để đánh giá một bát mì thịt băm sa tế có ngon hay không cần xem xét đến mấy yếu tố. Thịt thái phải chua, cay, thơm, sợi mì phải mỏng, dai và bóng, mấy món rau đầy màu sắc phối với thịt thái cũng không thể thiếu, nước mì phải đặc quánh, hầm như. Với những cửa tiệm giống như này, thịt băm sa tế đều được làm sẵn một nồi từ trước, mấy lát thịt hồng hồng đều bị đông thành băng. Lúc nấu chỉ cần dựa theo số bát mì cần bán mà múc một lượng vừa đủ là được, không chỉ tiệm mì. Vào thời này các hộ gia đình ở vùng nông thôn của tỉnh Thiểm Tây đều được chia thịt heo một lần vào dịp cuối năm để bảo quản thịt heo được lâu hơn. Thịt heo còn được làm thành thịt băm sa tế, có thể cất giữ được khoảng nửa năm, không chỉ được dùng làm mì, nó còn là một loại nguyên liệu rất tốt để nấu ăn. Thế nên đối với người dân Thiểm Tây mà nói, Thịt băm sa tế là một món đồ tốt không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của họ. Không được thấy chủ quán làm thịt băm sa tế khiến lăng điểm có hơi thất vọng nhưng chỉ ngửi thấy mùi hương chua cay. Của nồi nước lèo cùng với tiếng hút mì sụp soạt của những người ngồi kế bên cũng là sự hưởng thụ rất lớn rồi. Bởi vì thịt băm sa tế được làm sẵn nên tốc độ làm mì rất nhanh, mấy tô mì nhà họ lăng gọi chẳng mấy chốc đã làm xong. Tô nào tô nấy to đùng, cái tô có khi còn úp vừa vào đầu người có đầu to nhất nhà là lăng quốc đồng ấy chứ nước lèo mì thịt băm sa tế phải lỏng, lòng chính là nước nhiều mì ít bởi vì mì thịt băm sa tế thường chỉ ăn mì không uống nước mì cũng phải đặc biệt chú trọng một miếng vừa miệng gấp một đũa là đủ gấp hết số mì trong tô theo lẽ thường mà nói một người trưởng thành với sức ăn lớn ăn một lúc mười mấy tô mì cũng là điều bình thường nhưng mở tiệm mà dù sao cũng phải học được cách biến đổi chủ quán dứt khoát bỏ tiền nhờ một người làm bên lò xưởng làm một lô tô lớn Tô mì vẫn làm theo lẽ thường là nước nhiều mì ít nhưng lượng mì trong tô đủ để một người trưởng thành ăn no, nếu còn chưa đủ no thì hai người trưởng thành gọi ba bát cũng đủ lấp bụng. Vào thời đại này, số người tiêu dùng xa xỉ như thế cũng không nhiều lắm, hầu hết mọi người đều dùng tiền rất tiết kiệm, đến tiệm mì Đông Phương Hồng ăn mì cũng chỉ để đỡ thèm mà thôi, tự đem theo hai cái màn thầu, chấm chút nước dùng rồi ăn cũng cảm nhận được mùi vị đó. Đặc biệt là lớp dầu đỏ trên bề mặt tô mì, đối với những người dân thường ngày thiếu thốn chất béo mà nói, đó là bảo vật giúp đỡ thèm ở cấp cao nhất. Cẩn thận một chút, mới làm xong nước dùng còn nóng đấy. Bà chủ quán bưng tô mì ra trông vô cùng hiền hòa. Thấy vạn kim chi và lăng quốc đống còn dẫn theo ba đứa trẻ nên cố ý lấy thêm ba cái chén nhỏ sạch sẽ cho họ, để họ sớt mì ra cho đỡ nóng. Trong tâm trí lăng kiều và lăng Điểm đều là người trưởng thành thế nên chén nhỏ này đương nhiên không cần dùng tới. Nhưng tiểu thái tử mới ba tuổi vẫn còn là một đứa bé miệng còn hôi sữa, cái chén nhỏ đó vừa hay có thể để cậu bé dùng mì vừa được bưng lên, con sâu thèm ăn trong bụng cả nhà họ đều không chịu nghe lời nữa rồi, tay cầm đũa tay cầm muỗng bắt đầu hì hục ăn. Tô mì thịt băm sa tế đỏ ao với mấy cọng hành lá xanh sắt nhỏ được rắc lên trên, ngoài năm nguyên liệu truyền thống là mộc nhĩ, tào phớ, trứng gà, cà rốt, tỏi tươi, chủ quán còn tự mình cho thêm ít rau dưa mùa này vào, nhìn qua trông càng bắt mắt hơn, khiến dạ dày kêu ỏng ọc, lăng điềm chờ không nổi nữa, nhanh tay gắp một đũa mì lên thổi thổi vài cái rồi bỏ vào miệng. Cảm giác đầu tiên là nóng sau đó vị chua cay lan khắp khoang miệng, nhịn cơn nóng nhai nhai vài cái, sợi mì dai dai, bỏ vào miệng trơn tuột, lúc gắp mì. Một số nguyên liệu trong tô cũng bị gắp lên theo, chỉ mới một miếng nhưng đã đủ nếm được sự giòn giòn của mộc nhĩ và cà rốt cắt sợi, cùng với những loại nguyên liệu khác. Một chữ đã cũng khó hình dung được cảm giác hiện tại của cô, dù ban nãy ăn nhanh quá nên bị bỏng nhưng đó cũng là sức nóng của sự hạnh phúc. Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao có nhiều người tụ tập tại quán này ăn mì thế rồi. Lăng Điềm là một đầu bếp tư ưu tú nhưng điều đó không có nghĩa cô biết hết tất cả các loại món ăn ở các nơi khác nhau. Dù sao thì tuổi cô còn nhỏ, kinh nghiệm và lý lịch còn chưa đủ dày dặn, chỉ tính riêng tuổi cô thôi, ăn hết tất cả các loại món ăn của Hoa Quốc thôi cũng là điều chưa chắc đã làm được. Ví dụ như món mì thịt băm sa tế này, cô có lòng tin có thể nấu ra một món có hương vị tương tự nhưng để nấu được một tô mì đặc sắc như này thì cô cần luyện tập nhiều hơn nữa. Điều đáng tiếc duy nhất đó là thời nay thiếu dầu thế nên khi nấu mì người ta thường cho nhiều dầu một chút. Chỉ có điều vị cay và vị chua đã trung hòa vị dầu mỡ một cách hoàn hảo. Đối với người dân ở thời này mà nói, đây thực sự là một món ăn chỉ ăn một lần đã muốn ăn lần thứ hai. Cả căn tiệm trừ như người còn đang chờ mì thì chỉ còn lưu lại tiếng hút mì sụp soạp, động tác nấu nướng của người đầu bếp trong tiệm không ngừng phút nào. Đảo mắt nhìn thực khách trong quán một vòng, sự tự hào và kiêu ngạo dưới đáy mắt khó có thể che giấu. Chị hai, mì của chị ăn ngon không? Mì của em ngon lắm, cho chị nếm thử này." Lăng tráng liếm liếm môi, mắt nhìn hai tô mì đỏ ao của chị cả và chị hai rồi lại nhìn về tô mì với phần nước lèo đậm bạc của mình, cậu dương đôi mắt đầy chờ mong nói với hai chị. Cậu bé chật vật dùng đôi bàn tay bé xíu mập mạp gắp một đũa mì ra cái chén sạch sẽ, định bụng để dành cho chị hai. Cậu lại nghĩ không thể trọng bên này nhẹ bên kia được nên cậu lại gắp thêm một phần nữa cho chị cả. Bởi vì tuổi còn nhỏ, sức lực không nhiều. Chỉ làm hai động tác nhỏ ấy thôi cũng tốn rất nhiều thời gian của cậu. Lăng điềm vừa nhìn đã biết cậu bé thèm ăn thịt hồng dầu. Tuy là trẻ nhỏ không ăn được cay nhưng nếu chỉ ăn một chút chút thôi cũng không sao. Cô bỏ bớt lớp dầu đỏ trên bề mặt miếng thịt sau đó gắp vào bát lăng tráng. Lăng tráng vui đến mức hai mắt cong cong, cậu như chú chuột nhỏ mới len lén cắp được ít dầu. Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ba mẹ, nhanh chóng bưng tô mì, phồng má thổi phì phì cho bớt nóng rồi vui vẻ bỏ thịt vào miệng. Hô hô hô, hai mắt lăng tráng trợn tròn cậu vừa gắp thịt bỏ vào miệng vừa lè lưỡi tản bớt vị cay cái dáng vẻ đó đáng yêu phải biết số thịt lăng điềm cho cậu đủ để ăn hai lần chỉ có điều sau khi ăn xong hai miếng đó chị cả lăng kiều lại gắp thêm một miếng từ trong tô của cô ấy cho cậu lăng tráng bỗng dưng cảm thấy bản thân quả là tiểu thái tử hạnh phúc nhất thiên hạ mấy hành vi lén lút đó của ba chị em đều đã trở nên rất bình thường trong mắt vạn kim chi và lăng quốc đống gần như mỗi lần đến đây ăn mì thịt băm sa tế cảnh tượng này lại được lặp lại. Cũng may hai người chị đều rất có chừng mực, không để em trai ăn quá nhiều thịt thái dầu đỏ, thế nên cho tới bây giờ hai người lớn trong nhà cũng không ngăn ba đứa lại. Cuối cùng thì Lăng Kiều và Lăng Điểm cũng ăn hết tô mì của mình, vì lượng mì trong tô dành cho sức ăn của một người trưởng thành thế nên hai cô ăn đến no căng. Còn về Lăng Tráng, cậu nhóc mới 3 tuổi, bụng nhỏ của cậu không chứa nổi tô mì thanh đạm đó, thế nên cuối cùng hơn nửa tô mì đều vào bụng Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống. Cả nhà đều ăn đến bụng căng tròn, trả tiền xong thì chuẩn bị đi bộ loanh quanh tiêu cơm. Bây giờ đồng tiền rất có giá, lăng điểm nhìn năm tô mì thịt băm sa tế, một tô mì với nước lèo tốn 1 đồng 6, thịt băm sa tế dầu đỏ 1 hào 8, nước lèo không một hào 6, cộng thêm mấy phiếu lương, nhìn không rõ giá trị trên đó là bao nhiêu. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ càng thì lương của một người công nhân bình thường, một tháng chỉ được 3-40 đồng, quanh năm suốt tháng ăn ở tiệm mì thì những gia đình bình thường khẳng định chịu không nổi mẹ không bẩn lăng tráng cởi cái yếm quàng cổ của mình xuống rồi tự hào nói hôm nay khi ăn mì nước mì không hề bắn lên vải một chút nào ngoan quá vạn kim chi sờ sờ đầu nhỏ của con trai cô ấy giúp cậu bé gấp gọn cái yếm rồi cất nó vào cái giỏ trúc mà cậu vẫn đeo từ đầu tới giờ lăng kiều không còn nhớ huyện thành này thời đó có dáng vẻ thế nào nữa lăng điểm thì càng khỏi phải nói tất cả mọi thứ đều xa lạ với cô tuy rằng cái gì cũng mới lạ nhưng các cô cũng nhận ra Ba mẹ bảo dắt các cô đi tiêu thực nhưng nơi đến lại không phải là những nơi như xã cung ứng hay cửa hàng gì đó. Họ đưa ba chị em đi vào một con đường nhỏ, cứ đi vòng vòng vèo vèo trong những ngõ nhỏ quanh co đó, xung quanh toàn là những căn nhà hai tầng nhỏ, cũng không biết ba mẹ dẫn họ đi đâu. Cốc cốc cốc. Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống đến trước một căn nhà có khoảng sân phía trước, nhìn trước ngó sau một hồi mới đưa tay lên gõ cửa, khoảng chừng một lát sau. Phía sau cánh cửa có tiếng động truyền đến, một người trông có vẻ đã có tuổi ra mở cửa, vừa thấy là họ thì mặt mày bỗng rạng rỡ hẳn lên, ông ta mau chóng mời họ vào trong. Lăng Kiều cảm thấy có chút kỳ lạ, đời trước cô ấy chưa từng gặp ông lão này. Đây là nhân sâm dại đã được trên 30 năm, ngài nhìn thử xem giá cả thế nào. Lăng Quốc đống lấy một món đồ được bọc vô cùng cẩn thận bằng vải cũ trong giỏ trúc sau lưng ra. Ông già đó nhận món đồ trong tay Lăng Quốc đống rồi từ từ gỡ từng lớp vải bọc bên ngoài ra, bên trong là một củ nhân sâm dại tương đối hoàn mỹ số tuổi không khác với cậu nói là bao. Ông già kia ngắt một đoạn dễ nhân sâm bỏ vào miệng nhai nhai, chân mày giãn ra rất nhiều nếu cầm cây nhân sâm dại này đến trạm thu mua. Dựa theo giá cả thị trường thì có thể bán được khoảng 160 đồng, nhưng giờ mà muốn bán loại mặt hàng như này. Không có giấy chứng minh tập thể người ta sẽ không nhận đâu, vậy nên tôi không thể trả cho cậu cái giá cao thế được. Giờ trong tay tôi có 150 đồng, cô cậu đồng ý thì tôi lấy. Ông già đó nói rất thành khẩn, giá cả ông đưa ra thực sự không chênh lệch bao nhiêu với số tiền lăng quốc đống dự đoán trước trong lòng. Dù sao thì cây nhân sâm dại này có tuổi đời không cao lắm, muốn tăng giá tiền phải có loại nhân sâm dại trên trăm năm mới được. Năng lực hệ mộc của lăng quốc đống có thể thúc đẩy khả năng sinh trưởng của thực vật, nhưng số năm có thể tăng trưởng còn phải dựa vào lượng ma lực được chuyển vào nó. Trong nhà có mấy cây nhân sâm dại trên trăm năm, đều nhờ mỗi tối lăng quốc đống dùng số ma lực còn thừa giúp chúng tăng trưởng. Đều là thứ vô cùng tốt. Nhân sâm loại tốt đương nhiên phải để dành lúc nguy cấp, giữ lại cho người nhà nên không bán. Cuối cùng một cây nhân sâm dại đổi được 90 đồng tiền thêm một số phiếu vải, phiếu công nghiệp và một số loại phiếu khác. Hai vợ chồng vô cùng cẩn thận cất những thứ đó đi, lúc rời đi ông già đó còn rúi vào tay đám nhóc chúng tôi mỗi đứa một nắm kẹo. Sau này nếu tìm được nhân sâm loại tốt thì cứ tới tìm tôi. Trước khi rời đi, ông già đó còn nói với hai vợ chồng. Nhân sâm loại tốt làm gì dễ tìm thế chứ, hai ba năm mới tìm được hai cây, đều bán cho ông hết rồi." Lăng Quốc đống cười khổ nói, vẫy vẫy tay, "nhưng mà nếu sau này tìm được, tôi nhất định sẽ đem đến chỗ ông đầu tiên." Anh ta nói chắc như đinh đóng cột với ông già kia. Lăng Kiều và Lăng Điềm vẫn còn chìm đắm trong cơn chấn động khi phát hiện nhà mình rất có tiền, hai người cứ nhìn ba mẹ đi xuyên qua không biết bao nhiêu con ngõ nhỏ nữa. Họ lại dẫn ba đứa bọn cô đến bán đồ cho một nhà khác nữa, đoạn đối thoại cũng y như ban nãy, một cây nhân sâm có tuổi đời tương đương cây kia lại được bán ra bây giờ nhân sâm được sản xuất đại trà à thật hiếu kỳ không biết nếu ông lão nãy biết ba vừa hứa có hàng sẽ bán cho ông ta giờ lại cầm hàng đi bán cho người khác thì sẽ có cảm thụ thế nào nhỉ dù sao thì cả buổi sáng hai vợ chồng sách giỏ bán khắp huyện thành cái gì cũng bán trừ một số loại dược liệu ra cả cà chua và khổ qua họ mang tới cũng được bán sạch đồ đựng sau giỏ trúc dần dần được thay bằng một sấp tiền và các loại phiếu chỉ trong một buổi sáng họ kiếm được số tài sản bằng cả đời nhà người khác kiếm được Đến cuối cùng, Lăng Kiều và Lăng Điềm đã trực tiếp chết máy, hai cô đắm chìm trong sự lợi hại của ba mẹ mình. Chấp nhận sự chấn động ngọt ngào khi phải biến từ một cô nhóc nông thôn thành một cô chủ phú nhị đại. Bán cũng tạm được rồi, nửa năm này chúng ta sẽ không bán dược liệu nữa, có mấy nhà đặt trước rau củ rồi thì vẫn có thể bán. Lăng Quốc Đống ghé sát vào tai vợ nói khẽ, chỉ có điều ba đứa nhóc đi phía sau đều nghe được rất rõ ràng. Nhà họ rốt cuộc có bao nhiêu nhân sâm vậy? Nghe ý ba thì hình như sợ người ta nảy sinh nghi ngờ nên mới không bán chứ không phải là không có hàng để bán. Thế nên sau khi mẹ cô nhận được sự sùng bái của cả thôn thì tiếp sau đó, ba cô cũng bao cả tất cả nhân sâm trên núi rồi. Lòng lăng kiều và lăng điềm loạn cào cao, hai người thật sự tò mò không biết bậc cha mẹ đời này được ông trời ban cho lợi hại đến mức nào. Có tiền là có sức mạnh, vạn kim chi và lăng quốc đống cũng chẳng phải người keo kiệt gì. Tiền trong túi rủng rỉnh thì tiếp theo đương nhiên sẽ nghĩ đến việc mua đồ cho các con, đặc biệt là sau một tháng bận bịu việc đồng áng nhà họ chưa vào huyện thành lần nào. Đồ ăn vặt trong nhà sớm đã ăn hết sạch rồi, vạn kim chi chỉ nghĩ đến vại đựng đồ ăn vặt trong nhà đã trống không thì tim lại đau nhói. Cô ấy không phải người mẹ ưu tú xứng chức, con gái cô ấy đến cả kẹo trái cây, ngay cả bánh cũng không có mà ăn. Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống hùng dũng oai vệ, hiên ngang khí phách dẫn theo ba đứa nhỏ đi về phía xã Cung ứng Đông Phương Hồng lớn nhất trong huyện thành. Nói là xã Cung ứng, thực ra thì nó đã được coi là một cửa tiệm nhỏ rồi một trên một dưới tổng cộng hai tầng thứ gì cũng có kẹo trái cây kẹo cứng ngon kẹo dẻo cũng ngon trắng tráng còn nhỏ răng chưa đủ khỏe lấy nhiều kẹo dẻo một chút vạn kim chi quay đầu chỉ vào một loại kẹo trước đây chưa từng thấy rồi lại nhìn hai cô con gái các con thích loại kẹo này không thích hay không thì cứ mua về ăn thử trước lỡ đâu thích thì sao cũng không đợi lăng kiều lăng Điềm trả lời Cô ấy lấy hết những loại kẹo mà trước đây con nít thích ăn và một số loại mới bỏ vào giỏ. Chẳng mấy chốc mấy bịch kẹo bọc bằng giấy dầu đó đã lấp đầy khoảng không mới dư ra trong cái giỏ trúc. Bánh táo đỏ, bánh xốp đào, bánh vừng, đã bỏ công đi một chuyến thì mua nhiều chút mới được, chỉ cần cất kỹ một chút sẽ không bị ẩm mốc, chẳng biết bao giờ mới lên chấn lần nữa. Cô ấy vừa nói vừa nhét mấy túi bánh ngọt vào giỏ trúc. Bởi vì tất cả số tiền mới kiếm được đều để ở chỗ lăng quốc đóng thế nên mấy đứa nhóc cứ nhìn mẹ mình mua hết cái này đến cái khác, ba ruột thì đi đằng sau, phụ trách móc tiền ra trả. Cũng chính lúc này, khó lắm mới có cảm giác ba giống ba còn mẹ thì giống mẹ. Mấy ngày đầu khi cô mới thích ứng với cơ thể này, cô còn tưởng ba mẹ bị hoán đổi tính cho nhau cơ. Ôi chao, khúc vải này đẹp quá. Sau khi dạo một vòng quanh khu bán thực phẩm phụ, hai vợ chồng lại dẫn bầy con chạy đến nơi bán quần áo vải vóc thời này đều được bày trên quầy hàng, có vài ba loại thì được treo trên tường. Mấy nhân viên bán hàng chỉ lo ngồi cắn hạt dưa, chẳng mang đến khách hàng vào tiệm, cũng không có ý định lấy hàng cho khách xem, thế nên họ chỉ có thể dựa vào nhãn lực tự ước lượng. Chỉ có điều, thời nay cũng không có nhiều loại để lựa chọn, màu sắc vải hầu hết đều là các màu trầm buồn, giả dặn. Một số loại vải thời thượng hơn như màu đỏ thẫm hay xanh lục kiểu quân đội đều phải dựa vào vận may mới kiếm được. Lần này đi cũng coi như may mắn, ở sạp bán còn dư lại một khúc vải màu xanh kiểu quân đội, chỉ tiếc số vải còn lại không nhiều, chỉ đủ may một bộ đồ cho một đứa trẻ 7-8 tuổi, may cho người lớn thì không đủ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân không có ai mua khúc vải đó. Vạn Kim Chi thử dùng tay ướm tới ướm lui cho đứa con trai nhà mình, da trắng 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 bóc như sữa, có mặc loại vải gì cũng đẹp. Số vải còn lại có thể chọn cũng không nhiều, cô ấy lại mua thêm 3 thước vải bông màu trắng, chuyên dùng để may quần áo cho người trong nhà đồ mặc bên trong thì không cần có màu sắc gì, chỉ cần mặc vào thấy thoải mái là được. Vải bông trắng vừa hút mồ hôi, chất vải lại mềm, là nguyên liệu tốt nhất để may đồ mặc bên trong. Hai vợ chồng cứ như quỷ mới vào huyện thành, đi đến đâu càn quét đến đó, giỏ trúc đeo sau lưng hai người chất đầy đồ, bấy giờ cơn khát mua sắm trong đầu hai người họ mới từ từ hạ xuống. Trạm cuối cùng, hai vợ chồng dẫn nhau đến một tiệm chuyên bán đồng hồ đeo tay, vẻ mặt đam chiêu suy tư, đương nhiên, họ vẫn không quên nắm chặt tay mấy đứa bé sợ chúng đi lạc huyện thanh đại cũng không được coi là một huyện phồn hoa thế nên chủng loại đồng hồ được trưng bày trong tủ cũng không nhiều đồng chí cái đồng hồ này bao nhiêu tiền vạn kim chi chỉ vào cái đồng hồ nhìn đẹp nhất trong đó hỏi có phiếu không hình như ngày thường người lui tới quầy hàng này không nhiều lắm cứ mãi ngồi không nhàn rỗi người bán hàng nghe có người hỏi giá thì lập tức lên tinh thần tươi cười hỏi vạn kim chi chỉ là không biết vì sao cô ta lại thấy cả nhà trước mắt này nhìn có hơi quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Không có phiếu, vạn kim chi vô cùng sảng khoái nói. Không có phiếu thì sẽ đắt hơn một chút, mẫu đồng hồ mà chị chọn là kiểu đồng hồ của nam. 350 đồng, kiểu của nữ cũng có, giá mềm hơn so với kiểu của nam một chút, chỉ 330 đồng. Người bán hàng kia đã quá quen với kiểu khách hàng hỏi giá xong không mua. Nói thật thì, ngoại trừ một số nhà muốn kết hôn nên chuẩn bị đồng hồ làm xính lễ ra, rất ít có ai rảnh tiền mà mua đồng hồ đeo tay, dù có mua thì họ cũng suy xét đến loại đồng hồ trong nước có giá rẻ hơn. Loại đồng hồ bán chạy nhất trong quầy hàng của cô ta là loại đồng hồ hiệu Giang Mễ. Giá đồng hồ đeo tay chỉ dao động tầm 150 đồng, kế đó là một số loại đồng hồ giá rẻ có thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, giá tiền tầm 200 đồng. Cái đồng hồ nãy cô ấy mới hỏi là mẫu đồng hồ của hiệu Long, cũng là loại đắt nhất trong tiệm bọn họ, nhập hàng đã 2 năm nhưng đến nay vẫn chưa bán được. Lăng Kiều thì khá hơn một chút. Cô ấy vẫn có chút hiểu biết với giá cả hàng hóa của thời này nhưng Lăng Điểm lại không như thế. Ban nãy cô mới biết được một đồng tiền ở thời này có thể mua được những gì. Cái đồng hồ Hiệu Long nhìn có vẻ rất bình thường này lại có giá đến 350 đồng. Tuy là đồ hãng này rất tốt nhưng giá thế cũng quá cao rồi. Với mức tiêu dùng của người dân ở đây, thật sự sẽ có người mua cái đồng hồ này sao? Đương nhiên, dù là thời nào cũng không thiếu người giàu, Lăng Điểm thử tính sơ sơ số tiền mà ban nãy nhà mình bán nhân sâm và rau dưa kiếm được cầm chưa tới 500 đồng, một phần trong đó còn đổi thành phiếu, số tiền thực tế cầm đến tay cũng không đến 300. Tiền mua mấy thứ linh tinh ban nãy cũng mất hơn 40 đồng rồi, nếu muốn mua cái đồng hồ đeo tay này thì còn thiếu rất nhiều. Lăng Điềm nhìn đôi mắt phát ra ánh sáng đang nhìn chằm chằm đồng hồ của mẹ, hình như rất muốn có nó, cô cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé của mình. Bây giờ cô không có cách nào kiếm ra tiền, chờ đến khi cô có thể tự mình kiếm tiền, cô có thể mua đồng hồ đeo tay cho ba mẹ nhưng đến lúc đó không biết còn loại đồng hồ này không. Từ nhỏ lăng điềm chưa từng nhận được tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ, thế nên cô rất hưởng thụ khoảng thời gian được ở cùng với ba mẹ. cảm ơn đồng chí nhé. vạn kim chi nói với một giọng nói vui vẻ khó có thể kiềm chế. cô ấy nhìn lăng quốc đóng rồi lại dẫn các con vui vẻ rời đi. hiển nhiên cô ấy sẽ không mua hai cái đồng hồ đeo tay đó. người bán hàng sớm đã chuẩn bị trước tâm lý họ sẽ quyết định không mua đồng hồ nhưng đây là lần đầu cô ta thấy có ai không mua được đồng hồ mà lại vui đến thế đợi đã cô ta vỗ mạnh vào đầu nhìn bóng lưng dần đi xa của một nhà vạn kim chi cuối cùng cô ta cũng nhớ ra cả nhà họ là ai tháng trước nữa và cả tháng trước 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 nữa hình như cả nhà này cũng từng tới đây tới đúng quầy hàng này cũng hỏi giá của đúng cái đồng hồ này nghe cô ta báo giá xong thì nhà họ lại rất vui vẻ thật không hiểu nhà họ bị bệnh gì người bán hàng sờ sờ chán mình có phải đối phương cố tình trêu chọc cô ta không không thì sao biết rõ giá đồng hồ rồi nhưng lần nào cũng phải tới đây hỏi lần sau gặp lại nhà này cô còn trả lời nữa thì chính là đứa ngốc sau khi rời khỏi cửa tiệm cả nhà họ hiện đang đứng trước cửa hàng cung ứng tâm tình hiển nhiên không buồn bực như người bán hàng kia nhìn qua hình như còn rất vui vẻ chúng ta còn rất nghèo lăng quốc đống cười cười nói với vợ đúng thế nghèo đến mức chỉ đủ tiền mua loại đồng hồ có mấy đồng vạn kim chi gật đầu thật mạnh mấy năm nay dựa vào lao động làm giàu cô ấy trồng trọt chồng cô ấy trồng nhân sâm trong nhà cũng để dành được một khoản tiền thế nhưng người xưa có câu tham ăn lười làm giàu mấy cũng thành nghèo tầm nhìn của họ không thể nông cạn thế được mới kiếm được chút tiền đã thấy bản thân rất lợi hại thế nên mỗi lần vào huyện thành hai vợ chồng họ thường đến hỏi giá cả những chỗ bán đồng hồ đeo tay hay bán tivi sau đó lại nghĩ đến số tiền có trong tay xem thử đủ mua được mấy cái đồng hồ mấy cái tivi nhất thời họ lại thấy bản thân thật nghèo lần trước anh có hỏi thử giá xe tải lớn từ chỗ chú hữu quý tiền nhà chúng ta có đủ để mua hai bánh xe trước của nó cộng thêm mấy lốp xe đến cả cái đầu xe cũng mua không nổi đèo đúng là nghèo thực sự vạn kim chi lại gật đầu thật mạnh hai vợ chồng nhìn bầu trời trong xanh với hàng mây trắng bỗng dưng cảm thấy động lực kiếm tiền lại tràn trề trong người đến giờ ăn cơm chiều rồi kiều kiều điềm điềm trang trang đói rồi đúng không chúng ta đi ăn đồ ngon nhé vạn kim chi bế con trai nhỏ lên đi chặng đường dài thế này, Trang Trang sớm đã mệt lả rồi. Gọi mấy món nhiều thịt vào, Kiều Kiều thích ăn thịt ướp nước mắm, Điềm Điềm thì thích uống canh xương hầm, không cần tiếc tiền. Lăng Quốc Đống dắt tay hai cô con gái, cả gia đình vui vẻ đi đến tiệm cơm quốc doanh. Vậy nên nhà chú hai Lăng rốt cuộc có tiền hay không, không ai biết được. Lăng Tráng vui vẻ chuẩn bị ăn một bữa thật ngon, nội tâm khó mà diễn tả được thành lời của Kiều Kiều và Điềm Điềm. Cùng với Vạn Kim Chi và Lăng Quốc Đống vẫn luôn rất vui vẻ. Ôi, quả là một gia đình hạnh phúc. Sau khi ăn uống no say, cả nhà lại dạo quanh huyện thành một lần, đợi đến khi cưỡi lửa về thôn đường thạch thì sắc trời cũng đã tối. Kim Chi, mua được không ít đồ ha. Người dân đang đi tới đi lui trong thôn cất tiếng hỏi vạn Kim Chi đang đánh xe lửa về, ánh mắt không ngừng liếc về phía hai cái giỏ trúc được đặt trên sàn xe. Cũng chẳng có gì, mua ít vải mà thôi, bọn nhỏ cũng lớn rồi, người lớn chúng ta sống tạm sống bợ thì được chứ không thể để bọn nhỏ chịu khổ. Lăng quốc đống lật tầng đầu đựng vải bông trắng cho người trong thôn coi thử, dưới đó là một lớp vải hoa có màu sắc khá trầm và già dặn, nhìn qua thì không giống loại vải mà lớp thanh niên như họ mặc. Còn mua ít đồ cho ba mẹ tôi và ba mẹ Kim Chi, phiếu vải tích góp mấy ngày nay đều dùng hết rồi. Lời lăng quốc đống nói ẩn chứa tới mấy tầng ý nghĩa, anh ta cũng chẳng lật đồ ở dưới lên nữa, người trong thôn cũng không thể mặt dày mà hỏi đến tận gốc dễ đồ của người ta được. Quốc đống, cháu hiếu thuận quá. Nghe hai vợ chồng Lăng Quốc Đống lại mua đồ cho hai ông bà già nhà họ Lăng, ánh mắt mọi người đều rời hết lên hai cái giỏ trúc. Trong lòng còn cảm thán chú hai nhà họ Lăng này thật sự là người có lòng nhất trong nhà, coi hai vợ chồng già phá hoại thân thể chú hai này cái dạng gì rồi. Dạo trước hai thằng con trai nhà con trai cả họ Lăng còn đẩy con trai nhà chú hai Lăng rớt xuống giếng, suýt chút nữa đã bị chết đuối. Phong khoáng, rộng lượng, hiếu thảo, tất cả những từ ngữ khen ngợi người dân trong thôn nghĩ ra được đều dùng hết lên người Lăng Quốc Đống dù có mấy người thấy nhà họ thật dễ bắt nạt quá nhưng cũng không thể không khen ngợi phẩm chất hiếu thảo của hai vợ chồng sau khi trải qua chuyện này sợ là những việc bất công mà trước đây người trong nhà tổ họ lăng đã làm sẽ lại bị người dân trong thôn đảo lên nhắc lại không biết hai ông bà lăng sẽ thích một khúc vải bông hơn hay thích bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ trong một khoảng thời gian ngắn hơn lăng kiều cũng hiểu rõ điều này thế nên mới chẳng có ý kiến gì khi ba mẹ mua đồ cho nhà bên họ hơn nữa dù có thế nào Việc những người đó là ba mẹ và anh em ruột thịt của ba là điều không thể thay đổi. Dùng chút ân huệ nhỏ để đuổi những người đó đi thì cũng coi như là chuyện tốt. Dù sao bây giờ cô ấy cũng đã hoàn toàn hiểu rõ, có mẹ cô ấy ở đây, những người đó căn bản không dám tới nhà gây sự. Nếu đã thế thì khiến mọi chuyện trông càng đẹp hơn mới là lựa chọn tốt nhất. Cả nhà sau khi ăn cơm tối xong mới từ huyện thành trở về, thế nên sau khi trả xe lừa và sắp xếp lại đồ đạc, họ cầm theo những thứ mua cho các trưởng bối trong nhà tổ đường tạt ngang bên nó. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Kiều gặp được hai ông bà đối xử bất công đó sau khi cô ấy được sống lại, nói ra cũng nực cười. Từ khi bị ngã xuống nước tới nay cũng rất lâu rồi, đôi vợ chồng kia vẫn không hề xuất hiện, hai đứa cháu gái như cô ấy và Điềm Điềm vẫn là kiểu có hay không đều được như trước. Lăng Kiều cười nhạt trong lòng, có chút nóng lòng muốn gặp mặt mấy người nhà đó rồi, tới đây, lúc Lăng Quốc Đống và Vạn Kim Chi đưa con đến nhà tổ họ Lăng thì nhà bên đó đang ăn cơm, thấy có người đến. Họ chẳng mấy nhiệt tình chào hỏi, chỉ nâng mí mắt nhếch khóe miệng coi như đã thấy có người tới. Cả nhà này còn ghi hận vạn Kim chi cướp hai con gà mái của nhà đấy, mặc dù không dám đắc tội với con nữ ma đầu là cô ấy nhưng cũng không đến mức phải chạy theo nịnh bợ nhà cô ấy. Người ở nhà tổ họ Lăng cũng không nhiều, chỉ có hai ông bà già, bốn người nhà anh cả và cô em gái Lăng Mỹ Lệ chưa gả chồng là bảy người, vị trí chỗ ngồi trong nhà rất được chú trọng, một cái bàn rộng, hai ông bà ngồi ở vị trí chủ tọa con trai bà ta ngồi ở bên trái, con gái Lăng Mỹ Lệ ngồi một mình bên phải còn Lăng Khôn và Lăng Xuân thì ngồi đối diện ông Lăng. Trên bàn bày ba đĩa thức ăn, một đĩa cải trắng luộc, một đĩa trứng chiên hẹ, hẹ thì nhiều còn trứng chẳng có bao nhiêu, hơn nữa vì giờ trời có hơi nóng nên rau hẹ trông hơi vàng. Nhìn là thấy không được tươi mấy, ngoài những cái đó ra, trên bàn còn một đĩa cà tím om, không có dầu hay nguyên liệu gì khác, chỉ nấu chín rồi cho thêm chút muối thôi. Còn về món chính thì là cháo trắng độn khoai lang, nguyên một nồi đầy, bên trong có một cái muỗng sắt, muốn ăn thì tự mình múc. Lúc một nhà vạn kim chi tới nơi, Lăng Mỹ Lệ đang chuẩn bị lấy chén cơm thứ hai cho mình, cô ta dùng muỗng lớn khuấy khuấy cái nồi, lúc sắp múc ra cô ta còn cố ý nghiêng muỗng chất bớt nước ra. Thế thì những thứ còn lại trong muỗng căn bản đều là cháo đặc và khoai, cô ta múc một muỗng đầy ngất ngư rồi bưng bát cháo về lại chỗ ngồi của mình. Sau đó lại vội vàng gắp hai miếng trứng thật to, đĩa trứng vốn chẳng có mấy miếng trứng bị cô ta gắp như thế nên giờ chẳng còn thấy bóng dáng trứng đâu nữa triệu mai thấy thế thì tức lắm cô em chồng này cả ngày chẳng làm việc gì bây giờ những thứ cô ta ăn cô ta dùng đều do hai vợ chồng cô ta kiếm cả ngày còn già mồm cãi bướng nếu không nể mặt mẹ chồng cô ta đã sớm đuổi cổ cô em chồng này ra đường khẩu vị em nay tốt nhỉ cô ta cười khanh khách lời nói chĩa thẳng về phía lăng mỹ lệ chỉ là một đứa ăn ké mà lại không biết xấu hổ ăn tới hai bát bình thường bảo cô ta rửa cái bát quét cái nhà cô ta cũng phải than đau bên này xót bên kia lúc ăn cơm thì lại khỏe như voi chẳng phải cô em chồng cứ luôn chê cô ta và chồng vô dụng không thể làm mát mặt cô ta như anh ba à có bản lĩnh thì tới chỗ anh ba của cô mà ăn ké đi cũng tạm được món cà tím này om hơi lâu sắp hết đến nơi rồi chị dâu à lần sau làm cơm chị nhớ để ý chút nhé lăng mỹ lệ hoàn toàn không sợ chị dâu cả mỗi năm bản thân cô ta cũng được chia khẩu phần lương thực hơn nữa cái nhà tổ này là của ba mẹ cô ta mẹ nguyện ý cưng chiều cô ta một người phụ nữ từ ngoài gả vào nhà như chị dâu dựa vào cái gì mà dám lên mặt với cô ta. Nói khó nghe một chút thì, trong tương lai chị dâu chưa chắc đã là chị dâu nhưng cô ta vĩnh viễn là con gái của ba mẹ, là em gái của anh cả. Để chọc tức Triệu Mai, Lăng Mỹ Lệ dứt khoát gắp hết trứng trong đĩa vào bát của mình, cô ta cũng không quên gắp cho hai ngọn núi chống lưng lớn nhất của mình là ông Lăng và Từ Ái Quyên một miếng trứng. Triệu Mai bị hành động khiêu khích của cô ta chọc tức, hung hăng ghi sổ nợ cô ta trong lòng. Bây giờ nhà chúng mày còn có lòng đến đây cơ à? Sao nào, gà vịt trong nhà không đủ ăn à? Bà ta liếc mắt nhìn cô con dâu có sắc mặt không tốt ở bên cạnh, bà ta biết sớm muộn gì cũng có ngày bà ta và chồng bà nhắm mắt xuôi tay, tương lai của con gái chỉ có thể dựa vào các anh nó, đắc tội con dâu lớn sẽ không có lợi gì cho con gái, chỉ có điều bây giờ bà ta và chồng vẫn còn sống sờ sờ ở đây, con gái bà ta muốn ăn muốn mặc thế nào cũng được, hơn nữa, bà ta yêu thương con trai út và con gái nhất theo tính toán của bà ta thì tương lai con gái phần nhiều sẽ dựa vào con trai út thế nên dù con dâu lớn có bất mãn gì bà ta cũng chẳng thèm để vào mắt dù là thế nhưng bà ta vẫn phải vội vàng chuyển đề tài không để cuộc cãi vã giữa hai người ngày càng lớn mẹ sao mẹ lại nói thế sao lại không đủ ăn cho được hai con gà anh cả chị dâu cả dùng để bồi tội béo tốt lắm cơ mà hầm canh chiên xào hay làm cơm thịt gà gì cũng ngon nghĩ thôi cũng tưởng tượng ra được mùi vị đó đang tan trong miệng đây này cái hồi mùa vụ bận rộn ấy cũng may là có hai con gà bồi bổ sức khỏe, cả nhà chúng con mới khỏe như vâm thế này. Vạn Kim Chi hình như không hề nghe ra ý tứ mỉa mai trong lời mẹ chồng. Ngược lại cô ấy còn khen hai con gà mái béo tốt đó hết lời, khen một lượt từ phần mỏ gà đến tận phao câu cũng không chừa. Thịt gà ngon thế nào người trong thôn ai cũng biết, quanh năm suốt tháng chỉ vào mỗi dịp đón Tết hay ăn tiệc, ăn cỗ gì đó mới có lộc ăn thôi. Giờ nghe Vạn Kim Chi miêu tả cạn kẽ, cả nhà họ lăng không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực quay đầu nhìn mâm cơm tối đơn sơ của nhà mình nào còn tâm tình ăn uống gì nữa người con dâu này chắc chắn là tới đây khác bà ta đây mà từ ái quyên tức giận cắn một miếng cải trắng luộc nếm được mùi vị nhạt nhẽo trong miệng khiến bà ta càng thêm ấm ức được rồi vợ thằng hai con cũng bớt nói đi lăng hữu điền đặt đũa xuống vẻ mặt nghiêm nghị ông ta là trưởng bối trong nhà đương nhiên cũng không sợ cô con dâu vạn kim chi này như những người khác chỉ có điều ông ta tự nhận mình là một vị trưởng bối công bằng nghiêm chính cũng rất tuân thủ lễ nghĩa theo ông ta con dâu có lợi hại thì cũng do vợ đứng ra quản là một người ba chồng ông ta không thể tiếp xúc quá nhiều với con dâu nhiều nhất là vào những lúc như này nhắc nhở con dâu một chút vạn kim chi không hiểu sao cô ấy lại phải dừng nói không phải mẹ chồng cô ấy nhắc tới hai con gà à cô ấy chỉ miêu tả lại mùi vị của món gà đó thôi mà lần này cả nhà cô ấy đến để bày tỏ thái độ cảm ơn với nhà anh cả sao giờ lại thành vấn đề của cô ấy rồi ba mẹ hôm nay con và kim chi lên huyện thành tụi con mua hai khúc vải cho ba mẹ làm quần áo mới lăng quốc đống không chịu nổi khi thấy vợ mình bị ủy khuất đây là người vợ anh ta tốn hai đời mới cưới được đó vải lăng mỹ lệ là người đầu tiên nhảy dựng lên cô ta vui sướng nhìn chằm chằm vạn kim chi và lăng quốc đống lật tới lật lui đồ trong cái giỏ hai người họ xách tới Tổng cộng có hai khúc vải, một khúc màu nâu đỏ với hoa văn là những bông hoa nhỏ trên nó, khúc còn lại là một đoạn vải bông màu xám đậm, số vải đó vừa đủ may cho hai ông bà mỗi người một bộ quần áo mới. Chị dâu hai, chị coi em dùng khúc vải này may đồ thì có đẹp không? Thời này loại vải có thể lựa chọn không nhiều, nhà họ Lăng cũng không phải gia đình có điều kiện gì cho cam, dù có được người nhà sủng ái như Lăng Mỹ Lệ, một năm được may hai bộ đồ mới đã là tốt lắm rồi. Cô ta cũng không chê màu vải có hơi già đối xử với anh hai chị dâu hai đến tặng vải cũng nhiệt tình hơn nhiều cầm khúc vải hoa đó ướm thử lên người lên tiếng hỏi vạn kim chi đẹp em mà mặc bộ đồ này lên người thì trông chẳng khác gì mẹ chúng ta cả vạn kim chi khen ngợi đối với cô ấy mà nói số vải này là tặng cho hai ông bà cuối cùng số vải này được ai dùng cô ấy không quan tâm theo như trước đây thì đồ tặng cho ba chồng phần nhiều sẽ rơi hết vào tay nhà anh cả đồ tặng cho mẹ chồng đều thuộc về nhà chú ba và em chồng Thế nên khi thấy em chồng không hỏi tiếng nào đã ra tay cướp khúc vải kia, cô ấy cũng chẳng có ý kiến gì, cô ấy còn khen cô ta một câu từ tận đáy lòng. Từ Ái Quyên và Lăng Mỹ Lệ là hai mẹ con ruột, tướng mạo đương nhiên là giống nhau, chỉ có điều tuổi tác từ Ái Quyên đã lớn, thời còn trẻ sinh liên tiếp bốn đứa, cộng thêm suốt ngày phải dãi nắng dầm mưa, da rẻ đen sạm, nếp nhăn nơi khóe mắt và ở chán có khi còn đủ rộng để kẹp chết một con muỗi. Lăng Mỹ Lệ được sinh ra khi từ Ái Quyên đã lớn tuổi, lúc sinh cô, Bà ta đã hơn 30, bà ta thương đứa con gái sinh muộn còn giống mình như đúc này đến tận xương tủy, để cô ta được đi học như các anh, không nỡ để cô ta làm bất cứ việc gì, trên tay cô ta nửa vết xe hai sần cũng không có. 17 tuổi là thời điểm đẹp nhất của người con gái, da thịt Lăng Mỹ Lệ trắng nõn mềm mại, Vạn Kim Chi lại khen cô ta và bà từ giống nhau như đúc. Theo cách nghĩ của Lăng Mỹ Lệ thì câu khen này đang xúc phạm đến cô ta, sao khiến người khác vui cho nổi. Anh hai anh lo mà quản trị dâu hai đi. Cái tính hạch hoại của Lăng Mỹ Lệ lại phát tác, nhất là khi Lăng Quốc Đống còn ở đây, cô ta cho rằng chẳng có người phụ nữ nào dám đắc tội chồng mình, anh hai cô ta ở đây. Chị ta dám làm gì cô ta sao, cơn tức bỗng chốc chạy thẳng lên não, lời nói còn rất sức sược, không đúng mực, vẻ mặt kiêu căng tùy hứng, lớn giọng quát Lăng Quốc Đống. Quản không nổi, ở nhà anh, anh là người ăn bám, không có chị dâu hai, anh hai em sẽ chết đói mất, hay là em tình nguyện nuôi anh hai và cháu gái cháu trai của em nhé lăng quốc đống nhìn cô em gái tùy tiện của mình coi việc ăn bám như thể việc gì cao sang thoát tục lắm anh cho rằng đó không phải việc gì nhục nhã mà còn là một việc rất vẻ vang anh hai anh có tiền đồ chút được không anh đừng quên bản thân anh là đàn ông đấy lăng mỹ lệ bị anh hai mình chọc tức việc anh hai lăng ăn bám để vợ nuôi cả thôn này ai cũng biết nhưng mọi người đều ngại chẳng có ai nói toạc chuyện này ra cả nhưng anh hai cô ta thì hay rồi nói toạc ra luôn, sau này sao nhà họ còn ngóc đầu trước mặt Vạn Kim Chi được nữa. Anh không có tiền đồ nhưng vợ anh có tiền đồ. Lăng Quốc Đống vẫn giữ ý kiến đó, anh ta thực sự không hiểu, cuộc sống của anh ta rất tốt đẹp, sao có nhiều người cứ phải lo lắng thay anh ta vậy? Vợ à, anh bất tài thì em có ghét bỏ anh không? Lăng Quốc Đống quay đầu lại hỏi cô vợ xinh đẹp nhà mình. Đương nhiên là không, em thích anh như vậy. Vạn Kim Chi có ghét bỏ ai cũng sẽ không ghét bỏ anh ta. Một người chồng đáng yêu như anh ta mà chạy mất thì cô ấy biết đi đâu mà kiếm bây giờ. Cô ấy gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, rất sợ Lăng Quốc Đống sẽ không tin mình. Người đứng bên cạnh nhìn chỉ biết thở dài ngao ngán, đặc biệt là Lăng Mỹ Lệ, cô ta thật muốn tát cho mình hai bà tai. Tự dưng lại đi giảng đạo lý với hai người ngốc, không phải người ngốc đó có bệnh mà là cô ta có bệnh. Cô à, khúc vải đó là ba mẹ cháu mua cho ông bà, không phải cho cô. Trong lòng Lăng Kiều vô cùng sảng khoái nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ mơ hồ. Cô ngẩng đầu hỏi mẹ ruột, "Mẹ, có phải con lầm rồi không? Có phải là sau này điềm điềm tặng đồ cho mẹ con cũng có thể cướp, không phải mẹ vẫn bảo đứa bé nào làm vậy đều là trẻ hư sao?" Vạn Kim Chi rất nghiêm túc trong vấn đề giáo dục con, cô ấy cẩn thận ngẫm nghĩ lời con gái nói sau đó thành thật gật đầu, "Làm như vậy đương nhiên không phải là đứa trẻ ngoan thế nên kiều kiều không được học theo cô con nhé, chỉ có điều cô con là con gái của bà nội, người có thể dạy bảo cô con là bà nội." Nếu bà con không có ý kiến gì thì Kiều Kiều cũng không thể nói cô con là một đứa trẻ hư, biết không? Vạn Kim Chi vô cùng tự hào, nhìn coi cô ấy dạy dỗ con gái tốt thế nào đây, học một biết mười, vì ngại ở đây có nhiều người quá chứ nếu không cô ấy sẽ hôn con gái một cái. Á, à, Lăng Mỹ lệ tức đến điên người, dậm chân la hét điên cuồng, ánh mắt hung ác liếc nhìn chị dâu hai và cháu gái lớn, cô ta đẩy cả nhà anh hai đang đứng ở cửa ra rồi chạy ra ngoài. Được rồi, đồ đạc nhận rồi, thằng hai, mày mau đưa vợ con về đi, sau này có gì thì ít qua đây thôi, thấy chúng mày nhiều thêm một lần, tao sợ tuổi thọ lại bớt mấy năm mất. Từ ái quyên lo lắng cho con gái, sau khi nhận xong đồ nhà thằng hai đưa tới thì vội vàng đuổi theo cô ta ra ngoài. Lăng Hữu Điền cũng không nói gì, ông ta còn đang ngẫm nghĩ về gương mặt kiêu ngạo khi nói đến chuyện ăn bám của thằng hai. Thằng con trai không có tiền đồ như nó sao có thể là con trai nhà họ lăng của ông ta được, liếc mắt nhìn anh ta thêm lần nào thì lại tức hơn mấy phần một nhà lăng quốc đóng vốn chỉ tới đây để tặng đồ, đưa xong đồ thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, bị người ta đuổi cũng không cảm thấy buồn khổ, ông con cái ra về như không có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại nhà tổ họ lăng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. triệu mai thừa dịp lăng mỹ lệ đã chạy đi, cô ta vội gấp số trứng gà trong chén cô em chồng bỏ vào bát chồng và con trai, phần cháo trong bát cô ta cũng được chia cho cả nhà ăn cô ta bất mãn với nhà em dâu hai đã lâu nhưng trước đến nay chưa bao giờ cô ta thấy nhà em dâu hai lại thuận mắt như lúc này con gái chúng ta thật thông minh trên đường trở về vạn kim chi khen con gái với chồng lăng quốc đống gật đầu con của họ đương nhiên là thông minh điềm điềm và trắng tráng cũng là những đứa trẻ ngoan vạn kim chi là một người mẹ rất công bằng khen con gái lớn đương nhiên cũng phải khen cả đứa hai và đứa út tiểu thái tử bỗng dưng được khen nên trong lòng vô cùng vui vẻ hai con mắt híp lại thành hình trăng khuyết trong đêm đen cả gia đình nắm tay nhau bước đi trên con đường làng nhỏ hôm nay lại là một ngày vui vẻ lăng mỹ lệ chán nản chạy ra khỏi nhà giống như một con ruồi không đầu vậy chỉ biết chạy ra ngoài ngay cả bản thân mình đi đâu cũng không biết may mà thôn đường thạch cũng chỉ lớn chừng đó lăng mỹ lệ cũng không ngu ngốc đến nỗi chạy ra sau núi bây giờ trời cũng tối dần rồi chỉ có ánh trăng với ánh sáng nến mờ ảo của nhà bên đường lộ ra con đường ở thôn quê lại gập ghềnh Lăng Mỹ Lệ cũng không dám chạy quá nhanh, sợ bị ngã, tốc độ chạy cũng chậm lại dần, chậm rãi giống như đi dạo. Bây giờ là cuối tháng 8, thời tiết đã không còn nóng bức như lúc giữa hè nữa, buổi tối có chút gió mát. Vừa nãy Lăng Mỹ Lệ cũng chỉ mặc một cái áo tay lỡ và quần lửng, gió vừa thổi một cái, cô ta không khỏi cảm thấy ớn lạnh, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rồi. Vừa nãy là nhà của mình, dựa vào đâu cô ta bị chọc tức phải bỏ chạy, mà không phải là mấy người vạn kim chi bị cô ta đuổi chạy chứ. Lăng Mỹ Lệ giận run cả người, cô ta rậm rậm chân xuống đất, nhặt cục đá bên cạnh lên ném qua một bên. Nhưng nếu thật sự để cô ta quay lại tìm vạn kim chi tính sổ thì cô ta lại không có cái gan nó. Ai thế, ai mà ném đá thế, không sợ đụng chúng người hả? Một giọng nữ cao ngạo vang lên, Lăng Mỹ Lệ giật mình một cái, vỗ vỗ ngực, chỉ là nhớ lại vừa nãy hình như mình có ném đá, lại có chút trột dạ. Ở phía xa trên con đường nhỏ có ba thanh niên trí thức đi đến, một nam hai nữ, đeo mắt kính, trông có vẻ nho nhã lịch sự hai cô gái một cô thấp một cô cao cô gái thấp kia có gương mặt trái táo trông vô cùng dễ thương cô gái cao kia thì dáng vẻ bình thường hơn nhưng mà hơn được ở vóc dáng trông rất có khí chất bình thường lăng mỹ lệ cũng không ra đồng làm việc mỗi ngày ở nhà ngủ không thì đi tìm những người chị em của mình chơi đương nhiên là sẽ không quen với những người thanh niên trí thức này từ ái quyên một lòng muốn đứa con gái này của mình kết thân với những người có địa vị cao hơn cô ta đặt kỳ vọng rất cao vào cô ta, sao có thể đồng ý để cô ta quen biết với những người nghịch ngợm, những thanh niên trí thức làm cô gái nhỏ yêu thích kia chứ? Nếu như nói về lứa thanh niên trí thức đến sớm nhất từ 10 năm về trước, lúc đó thường thường lại có một thanh niên trí thức có thể tìm được đường về huyện thành, những năm nay, chỉ tiêu về huyện thành càng ngày càng ít, 4 5 năm cũng không thấy một thanh niên trí thức nào về, đa phần mọi người đều nhận định rằng những thanh niên trí thức này cả đời cũng sẽ như thế, sau này cũng giống như bọn họ, ra đồng kiếm ăn những đứa trẻ ở huyện thành đó đọc sách biết chữ nhưng những kỹ năng này vô dụng nhất khi ở nông thôn người nào người nấy cũng vai không thể gánh tay không thể sách thế thì bản lĩnh đâu để nuôi gia đình dù sao ở trong thôn không có bao nhiêu phụ huynh muốn con trai con gái của mình cưới hoặc gả cho những người thanh niên trí thức kia dù sao thì từ ái quyên không thích chút nào bà ta hoàn toàn không tin những thanh niên trí thức kia có thể quay về cho dù có thể quay về người nào người nấy cũng ở trời nam đất bắc người có lương tâm thì dẫn vợ con đi cùng bây giờ đi một chuyến xa khó khăn biết bao nhiêu. Sau này cả đời cũng không biết có thể gặp lại con gái mình bao nhiêu lần. Nếu bị nhà mẹ chồng ức hiếp thì cũng không có người nhà mẹ để chống lưng cho. Nếu gặp phải người không có lương tâm, tự vỗ mông bỏ chạy, gả cho người ta rồi. Nếu như còn có con, thì tai giá cũng khó đấy. Không thể không nói, trong chuyện này hiếm thấy từ ái quyên thông minh một lần, nhìn xa trông rộng hơn nhiều người. Có phải cô ném đá không? Nữ thanh niên trí thức có dáng cao trông rất nóng này. Thấy Lăng Mỹ Lệ đứng một bên thì trực tiếp mở miệng chất vấn. Vừa rồi ba người họ đang đi bình thường thì bị một hòn đá ném về phía họ, nếu không phải cô ta né tránh kịp thời thì hòn đá đó đã đập thẳng vào mặt cô ta rồi. Mặt của cô ta vốn dĩ đã không được đẹp, nếu như lại bị đá đập vào một cái, thế thì có còn tìm được người yêu không chứ? Cô nói tôi ném, cô có chứng cứ gì? Còn lâu Lăng Mỹ Lệ mới thừa nhận đấy, cô ta mạnh miệng, rướn rướn cổ lên nói với nữ thanh niên trí thức kia. Bỏ đi cũng chưa chắc là nữ đồng chí này. La Quán Thanh cũng là nam thanh niên trí thức duy nhất có mặt ở đó, anh ta nói với người bạn đang phát hỏa của mình. Muộn như thế này rồi còn lòng vòng trong thôn, nhất định là người của thôn này rồi, họ là thanh niên trí thức từ nơi khác đến, nếu như gây ra chuyện gì thì người bản địa ở đó nhất định sẽ đứng về phía đồng hương của mình, và lại họ cũng không có chứng cứ là do đối phương ném, chỉ cần cô ta không thừa nhận thì họ cũng không làm gì được cô ta. La Quán Thanh ở trong đám thanh niên trí thức cũng rất có uy tín. Anh ta vừa lên tiếng thì hai nữ thanh niên trí thức lúc nãy mặc dù trong lòng vẫn có chút không vui nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Lăng Mỹ Lệ thấy mấy người đó sợ rồi, cô ta lập tức lên mặt, tựa như người ném hòn đá lúc nãy thật sự không phải cô ta vậy. "Đồng chí này, trời tối rồi, cô cũng nên về nhà sớm đi." Trước khi ba người rời đi, La Quán Thanh dặn dò một câu với Lăng Mỹ Lệ. Thật ra ý sâu xa mà anh ta muốn biểu đạt trong câu nói này chính là, "Trời tối rồi, đừng ở bên ngoài ném đá chơi nữa." Vì sự an toàn của người khác, con người gây họa như cô đến từ đâu thì quay về đó đi." Lăng Mỹ Lệ không nghe ra được ý tứ mà La Quán Thanh muốn biểu đạt, chỉ cho rằng nam thanh niên trí thức đẹp trai này là đang quan tâm cô ta đấy, vì thế cô ta có chút thẹn thùng nắm chặt vạt áo, đỏ mặt chạy đi mất. Trong thôn cũng không phải là không có người đồng trang lứa nào bày tỏ thiện cảm với cô ta, nhưng mà những người đó quá thô lỗ, trong mắt cô ta lòng tốt của đối phương đó chính là góc mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng người nam thanh niên trí thức vừa nãy thì khác vẻ bề ngoài tốt, có khí chất, giọng nói còn dễ nghe, điều quan trọng nhất là dịu dàng. Vừa nãy anh ta nhắc nhở mình về sớm, có thể anh ta cũng có thiện cảm với cô ta nhỉ. Lăng Mỹ Lệ vừa chạy vừa cười thầm, định về đến nhà thì nghe ngóng thử nam thanh niên trí thức này rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Mặc dù bây giờ cô ta có chút thiện cảm với nam thanh niên trí thức đó, nhưng người nào làm cho cho cuộc đời của cô ta sinh ra chính là để hưởng phúc. Nếu như điều kiện của đối phương không đạt được yêu cầu của cô ta, cô ta cũng chỉ có thể nén đau từ bỏ. Lăng Mỹ Lệ hiểu rõ hơn ai hết, tình yêu không thể xem như ăn cơm được. Đồ thần kinh à, Liễu Thị Chi thấy Lăng Mỹ Lệ chạy xa rồi, không kìm được mà mắng một câu. Về điểm này, La Quán Thanh với Quản Trang Trang đều tán thành với cô ta, vừa nãy còn giống như người phụ nữ đánh đá, chống eo chửi người ta, một giây sau lại thẹn thùng bỏ chạy mất, đây không phải là đồ thần kinh thì là gì. Mấy người thanh niên trí thức trẻ tuổi lắc lắc đầu, đi về đích đến của mình ghi nhớ cảnh tượng lúc nãy vào trong đầu, chuẩn bị lần sau có gặp lại cô gái đó thì nhân lúc còn sớm mà tránh xa. Chú Hải, Thím Lan Trời đã tối hơn, đèn dâu của nhiều nhà đã tắt rồi, mấy người thanh niên trí thức quen đường quen lối đi đến bên ngoài chuồng bò, gõ gõ cánh cửa lỏng lẻo, còn hạ giọng xuống thấp, có lẽ là sợ người khác nghe thấy. Đây, bên trong truyền đến giọng nữ trước tiên, rồi nghe thấy một loạt tiếng bước chân, sau đó cửa được mở ra, ánh đèn trong phòng khá mờ, cửa cũng có hơi thấp, Mấy người cúi đầu, cẩn thận rút vào trong phòng, sau đó bà cụ đó đóng cửa lại. Những người sống trong chuồng bò đều là những người bị điều chuyển, phê phán và đấu tranh trong những năm nay, ban đầu có 5 người sống ở đó. Chỉ là bắt đầu từ năm trước, một số người đã dần dần được cải tạo và đưa trở lại, bây giờ chỉ có hai người già sống ở đây, vừa hay là một cặp vợ chồng già. Ông cụ họ Hải, bà cụ họ Lan, nghe nói trước khi bị điều chuyển là giáo viên, còn là giáo sư đại học, nhưng tiếc là con trai không hiếu thuận một số thư từ nước ngoài mà trước kia hai người liên lạc với bạn bè nước ngoài đều do người con trai gửi cho ủy ban cách mạng thật ra chỉ là giao lưu học thuật rất bình thường nhưng lại bị quan trên gán cho tội danh đặc vụ của địch sau đó bị đưa đến đây hai người già không có họ hàng gì cũng chỉ có một đứa con trai còn là người đích thân tố cáo họ bây giờ thế cục băng nhóm bốn người cũng không ổn rồi khắp nơi đều có người tìm quan hệ để sửa lại án xử sai nhưng chỉ duy có hai người già này không sao cả giống như bị người ta lãng quên trong ngôi làng nhỏ này vậy thật ra hai vợ chồng già này vẫn có một vài bạn bè học sinh chỉ là những năm nay họ không còn liên lạc với những người đó thậm chí có vài người bạn còn không biết hai vợ chồng họ bị đưa đi đâu thời gian lâu rồi thì cũng cắt đứt liên lạc nhưng mà không phải hai vợ chồng không muốn liên lạc với người ta mà do trận rét đậm đầu năm hai người già ở trong chuồng bò bị sốt cao đợi đến lúc tỉnh lại thì người trong này không còn là hai người ban đầu nữa rồi chuyến này đến vẫn còn vài câu hỏi muốn hỏi chú hải la quán thanh móc từ trong túi quần ra một cuốn sách hai cô gái ngoài sau cũng như vậy họ được coi là những người khá nhanh nhẹn giỏi giang ở quê nhà hiện nay tình hình bên ngoài đang thay đổi nhanh chóng nhưng mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt sự tiến bộ của một đất nước không thể tách rời nhân tài kỳ thi tuyển sinh đại học đã được dừng lại quá lâu cái gọi là công nhân nông dân bộ đội cũng không thể bù đắp cho đất nước thiếu nhân tài có thể năm nay có thể năm sau thi đại học nhất định lại tiếp tục. Kể từ khi nhận được tin tức này, mấy người thanh niên trí thức rõ ràng là gấp gáp hơn nhiều. Họ không muốn bị mắc kẹt ở cái nơi nhỏ bé này, cho dù đây chỉ là suy đoán của trưởng bối, họ cũng không kìm được mà bắt đầu chuẩn bị sớm. Sách giáo khoa trong tay ít, nhiều học sinh được gia đình gửi sách đến, trong số họ đa số là học sinh cấp 2, một phần là học sinh cấp 3. Tuy nhiên, bài vở bỏ lâu không đụng đến đã nhiều năm, học sinh cũng quên mất từ lâu rồi. Hầu hết trình độ học vấn của mọi người trong ngôi làng nhỏ không bằng họ họ, dân già, một số ít người tập trung vào hai cặp vợ chồng già bị phân cấp này. Lấy ra chú xem thử. Ông Hải là một người đàn ông lịch lãm, điểm này vẫn không bị mất đi sau bao năm lao động vất vả. Ông ấy mặc bộ quần áo cũ đơn sơ có vá, đầu chảy gọn gàng, móng tay sạch sẽ hồng hào đón lấy sách. Ngay cả trong cái chuồng bò này, ông ấy vẫn tạo cho người nhìn cảm giác thanh lịch. Cây này nên cầu này nên đặt tập sách bên cạnh ngọn đèn dầu trên bàn dùng ánh nến mờ ảo giáo sư già trả lời giúp cho mấy người thanh niên trí thức mỗi câu hỏi đều được giải thích rất chi tiết không hề phụ với chức danh giáo sư của ông ấy bà cụ lan đang ở bên cạnh đang khâu vá bà ấy cũng sửa soạn bản thân thật gọn gàng sạch sẽ mái tóc bạc trắng búi ra sau châm gỗ cố định mái tóc bạc tay cầm kim chỉ mỉm cười ngắm nhìn nhóm thầy trò này nếu bỏ qua môi trường xung quanh thực sự có một bầu không khí yên bình trong vài phút cảm ơn chú chú hải cảm ơn thím lan nữa một vài người cầm cuốn sách bài tập có đáp án chi tiết của giáo sư hải cất vào trong lòng như thể chúng là bảo bối có những người bạn khác trong học viện thanh niên trí thức cũng muốn đọc chúng đấy họ đặt một túi bột mì nhỏ xuống rồi lặng lẽ rời đi như lúc họ đến hai người già không nói lời từ chối gì dường như đã quen với chuyện như thế này rồi họ cất túi bột mì nhỏ đó dưới giường gỗ rồi đóng cửa lại đến khi nào mới kết thúc những ngày tháng này đây còn tiểu thái tử của tôi nữa, rốt cuộc cậu ấy đang ở đâu chứ? Người vừa đi, giáo sư Hải vốn là người tao nhã, bây giờ trực tiếp ngồi phịch xuống bên giường, đưa tay lên lau nước mắt cho mình, vẻ mặt buồn rầu phiền muộn. Được rồi Hải Đại Phú, bây giờ ông không phải là một thái giám nữa, có thể có bản lĩnh của người đàn ông không thế. Lan Cô Cô nhìn lão thái giám như thế, cảm thấy có chút phiền muộn, ban đầu có phải mình mù mắt mới đi tìm ông ấy đối thực không? Người ta làm thái giám hơn 40 năm, Bây giờ làm đàn ông mới được bao lâu chứ, nhất thời không đổi lại được cũng là bình thường mà. Hải đại phú ưỡn ẹo lắc lắc vai, nhìn Lan Cô Cô lại thấy phiền muộn. Hơn nữa, cho dù ông trời cho tôi cơ hội để tôi tìm lại bảo bối của mình, thế thì cũng phải cho tôi một bảo bối trẻ trung chút chứ. Hải đại phú buồn rầu cúi đầu xuống, nhìn thân dưới của mình, thở dài một hơi, có tâm mà bất lực. Bà còn có tâm tư nói cười, tiểu thái tử của tôi còn nhỏ như thế, nếu như cậu ấy cũng đến với thế giới kỳ lạ như chúng ta, cũng không biết có sợ hãi không, gan của cậu ấy rất nhỏ, trước kia tối nào cũng phải nghe tôi hát ngâm nga, nếu không thì sẽ không ngủ được. Lan Cô Cô nhớ đến tiểu thái tử ngoan ngoãn của mình thì cảm thấy lo âu, hốc mắt liền đỏ hoe. Ai nói không phải chứ, tiểu thái tử còn thích chống lục lạc và tò he mà tôi làm cho cậu ấy đấy, bây giờ cũng không biết có ai làm cho cậu ấy không. Hải đại phú lau nước mắt, khịt khịt mũi như đàn bà, mặc dù cuộc sống ở trong cung trước kia không dễ dàng nhưng mà không lo vấn đề ăn mặc làm gì giống thế giới này không còn hoàng đế thái giám cũng mất rồi cứ nghĩ đến mình thất nghiệp rồi hải đại phú khóc càng thảm hơn hai vợ chồng ngồi với nhau nghĩ đến tiểu thái tử yêu quý của mình bây giờ có thể đang chịu tội ở cái nơi đó lòng họ càng đau buồn hơn mà tiểu thái tử được hai người nhung nhớ đến hôm nay ăn liên tiếp ba bữa ăn thịnh soạn bụng no căng phòng vui vẻ hưởng thụ cảm giác được chị cả và chị hai thay nhau xoa bụng tiêu hóa thức ăn, cuộc sống vẫn vui sướng hạnh phúc. Từ sau khi xuyên đến đây, Lăng Điềm thấy bản thân mình có hơi phế, mỗi ngày chỉ làm tới làm lui mấy việc. Việc đầu tiên, rời giường, hôn chào buổi sáng với chị cả và em trai, sau đó nhắm mắt chờ hai người họ hôn lại. Sáng sớm, rửa mặt chơi đùa. Buổi trưa, ăn xong lại chơi tiếp. Buổi tối, ăn cơm, tắm, chơi một lúc rồi lại ngủ lịch trình cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá trình đó lâu lâu còn xuất hiện mấy khúc nhạc đệm như ba mẹ sâu ân ái em trai đòi ôm mẹ anh dũng đại chiến ba ngàn cặn bã gần như chẳng còn việc gì khác để làm nếu cô thực sự là một đứa trẻ có lẽ những ngày tháng như này thực sự rất vui vẻ nhưng đáng tiếc cô không phải là một đứa trẻ 6 tuổi mỗi ngày theo đuôi những đứa trẻ cùng tuổi khác chơi những trò chơi con nít ăn uống đi lại đều cần ba mẹ chăm lo cuộc sống như sâu gạo nhỏ này khiến cô thực sự thấy không quen mẹ Hôm nay con nấu một nồi chè đậu xanh rồi đưa ra đồng cho ba mẹ nhé." Lăng Điềm thử mở miệng thăm dò. Nhưng vì chân tay cô còn quá nhỏ, muốn lên được giường còn phải trèo lên ghế đầu mới được chứ đừng nhắc gì tới chuyện nấu cơm, cũng không biết cô đảo được mấy món bằng cái muỗng sắt nặng trịch đó. Về việc đảo muỗng thì không phải việc gì đáng lo, bây giờ người trong thôn ai cũng dùng nồi đất, một cái lỗ hình tròn lớn thật lớn, nồi sắt được đặt trên cái lỗ đó, lúc nấu ăn cũng không cần cầm nồi trong tay để đảo, Lăng Điềm nghĩ. Nấu một nồi chè đậu xanh cũng không tốn bao nhiêu công sức, hơn nữa còn có thể luyện tay nghề của bản thân, không đến mức bỏ phế. Bây giờ nhà nào cũng có loại bếp đất cũ ấy, lúc nấu ăn sẽ nấu ra được loại hương vị mà đời sau khi dùng nồi thép không gì sẽ không bao giờ nấu ra được, vì dùng nồi gang nấu. Lâu lâu khi nấu ăn, độ lửa kiểm soát không tốt thì món đó rất dễ bị dính phải những vết bã lốn đốm màu nâu hoặc đen đen, vẻ ngoài nhìn không đẹp nhưng mùi vị lại rất thơm ngon. Nếu bỏ cái nồi sắt ấy đi, chỉ dùng lồng hấp đặt trên bếp đất, hấp mấy lồng bánh bao trên đó mùi gỗ cháy hòa với mùi thơm của lúa càng nhai càng ngọt vị nếu gặp mùa thu hoạch bội thu cuối năm trong nhà làm bã rượu dùng cái ống được ghép bằng tre để trưng gạo nếp chỉ riêng cơm trắng thơm nước mũi với nước tương cũng đủ ăn ba bát rồi bếp đất ở quê có rất nhiều điểm tốt chỉ có điều sau này ngoại trừ một số thôn nhỏ vắng vẻ còn dùng những nơi khác thì rất khó tìm được loại bếp đất như này cũng rất khó nấu ra được hương vị thuần chất như thế nữa trong nhà vẫn còn ít đậu xanh Vạn Kim Chi liếc mắt nhìn người đàn ông trong nhà, nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, cô ấy mới gật đầu, từ đầu tới cuối hai người không hề hỏi cô có thể nấu chè đậu xanh hay không. Lăng Điểm cũng thấy khá băn khoăn, rốt cuộc là do ba mẹ cô quá thoải mái hay do nguyên thân từng nấu chè đậu xanh cho nhà ăn. Kiều Kiều, lúc nhóm lửa nhớ trông chừng em gái con đấy nhé. Vạn Kim Chi suy nghĩ một chút, buông bát đang cầm trong tay xuống rồi mau chóng tới bên giếng múc hai thùng nước mang vào đặt cạnh bếp nếu lửa bén vào dơm dạ để bên cạnh cũng có thể dùng nước dập lửa ngay tức khắc. Tuy là từ trước tới nay, mấy đứa nhóc trong nhà chưa từng đốt cháy bếp, nhưng vẫn nên phòng ngừa trước thì hơn. Chuyện này tạm thời cứ quyết định như vậy đi, vạn kim chi và lăng quốc đống mặc quần áo chỉnh tề, cầm theo công cụ rồi đi ra cửa, nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua lại vội vàng dặn con gái thêm một câu. Điềm điềm, hôm nay con đừng chọc ngỗng lớn ngỗng nhỏ nữa, mấy con da cầm đầy lông đó con không được sờ đâu đấy chỉ cần vạn kim chi nhớ đến tình cảnh khi con gái bị hai con ngỗng đuổi chạy tán loạn trong sân thì lại hoảng hốt trong lòng mẹ con biết rồi lăng điềm thật muốn khóc ra nước mắt với tư cách là một đầu bếp tư ưu tú ngoại trừ kỹ thuật nấu nướng khả năng chọn nguyên liệu cũng là điều rất quan trọng loại gà vịt nào tốt con cá nào tươi ngon nhiều loại nguyên liệu đơn giản đều cần đích thân mình chạm tay sở thử ban đầu ba mẹ căn dặn cô cô còn không tin làm gì có chuyện sờ một cái đã khiến con động vật nhỏ đó nổi điên có phải chuyện cổ tích đâu cơ chứ? Sau nhiều lần thử nghiệm, Lăng Điểm phát hiện cô sai rồi, xuyên không cũng xảy ra rồi, còn có gì không thể nữa. Bị gà ngỗng trong nhà tấn công mấy lần, giờ Lăng Điểm đã thực sự ngoan ngoãn, cô không dám chủ động chơi chọc mấy con động vật nhỏ trong sân nữa. Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa rõ đặc tính đặc biệt của cô chỉ nhằm vào gà ngỗng vịt hay là nhằm vào những con động vật có lông dài nữa. Nếu thế thì có phải sau này cô không thể nuôi mèo con chó con đáng yêu nữa rồi không? lúc cưng nựng tổ tông mèo thì nó cào cho cô một phát cưng nựng tổ tông chó thì nó lại cắn cô ôi cái khung cảnh này quá đẹp lăng điểm che tim không dám tưởng tượng tiếp nữa yên tâm đi mẹ con sẽ coi chừng em gái lăng kiều cũng không hiểu sao em gái lại có năng lực kỳ lạ này chỉ có điều theo lăng kiều thì những việc này chẳng là gì đợi sau này cô ấy buôn bán có tiền rồi em gái còn cần phải nuôi gà nuôi vịt mới có trứng ăn sao vậy nên theo cách nhìn của cô ấy thì vấn đề này không phải là vấn đề có lời đảm bảo của con gái, Vạn Kim Chi mới yên tâm đi làm cùng Lăng Quốc Đống. Mới sang sớm thì không cần uống chè đậu xanh, Lăng Điềm đổ một lượng đậu xanh thích hợp từ cái túi mà ba cô lấy ra, trước tiên bỏ chúng vào giếng nước để ngâm, đợi ngâm đủ lâu rồi thì vớt lên nấu. Bây giờ thời tiết nóng được dần dần tản bớt nhưng những người đi làm đều tốn rất nhiều sức lực, đến chưa người đã toàn mồ hôi, Lăng Điềm tính sau khi nấu xong sẽ để vào giếng nước tản nhiệt, đợi đến khi mặt trời lên cao thì đem ra cho ba mẹ uống, chè đậu xanh mát lạnh. Uống một ngụm đã thấy sảng khoái rồi, không có thứ gì giải nhiệt tốt hơn chè đậu xanh đâu. Kiều Nhi, điềm điềm. Một cô bé mặc áo khoác bằng vải bông vẫy tay với hai chị em, tóc mái bằng, mái tóc đen dài được thắt thành hai bím để trước ngực, làn da có hơi đen, má hồng hồng, cười rộ lên trông rất ngọt ngào. Chỉ có điều răng hơi vàng, nhưng cũng chẳng có cách nào khác cả. Thời nay chẳng phải nhà nào trong thôn cũng có tiền mua kem đánh răng dùng, thứ đó phải có phiếu công nghiệp mới mua được phần lớn mọi người dùng muối sống và cành liễu để đánh răng. Hơn nữa đồ uống bây giờ không phải nước đường thì là trà đặc, răng không vàng cũng khó. Chúng tôi tính xuống ao bắt cá, hai chị em cậu đi không? Trẻ con trong thôn đều được nuôi thả, lên núi bắt chim hay xuống sông bắt cá đều là cách chúng dùng để cải thiện bữa ăn cho mình. Mấy thứ này nói một cách nghiêm túc thì đều là đồ nhà nước cả. Nhưng ai lại tính toán với một đứa trẻ làm gì, bọn chúng thì bắt được bao nhiêu đâu. Đối với hành động của bọn trẻ, người lớn chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua cô bé mới trò chuyện với chị em lăng kiều tên là uông ái hồng đứng bên cạnh là anh ruột cô bé uông ái đảng hai đứa trẻ này là cháu trai cháu gái của đại đội trưởng uông hữu phú nhờ có tầng quan hệ với ông nên cũng được tính là đời thứ ba trong thôn là người cầm đầu trong số những đứa trẻ cùng tuổi nhà chú hai lăng có quan hệ khá tốt với đội trưởng uông nên mấy đứa nhóc cũng chơi rất thân với nhau một việc vừa vui vừa giải tỏa được cơn thèm như này cô bé đương nhiên sẽ đến gọi hai chị em nhà họ lăng tớ còn phải trông chừng em trai tớ nữa Lăng Kiều lắc đầu, không hứng thú lắm với việc này. Này, cần gì cậu phải trông nó chứ, có nên đàn nhi trong chừng đám nhóc đó rồi. Uông Ái Hồng chỉ chỉ ngón tay về một bên, sáu bảy đứa nhóc có độ tuổi xem xem lăng tráng tự chơi với nhau đến là vui vẻ. Người ta diễn quân bắt lộ, mình diễn hán gian. Diễn hán gian không vui, miệng nhỏ cong lên đủ để treo một c hai dầu lên đó rồi. Chỉ khi những đứa trẻ khác hứa tới hứa lui sẽ không để cậu bé diễn hán gian nữa mới khiến cậu vui lên. Theo quy cách của trò chơi mà hồi nhỏ Lăng Kiều chơi thì không diễn Hán Gian sẽ bị phân cho diễn vai quỷ Nhật thôi. Là loại vai khiến người ta vui không nổi. Cô ấy nhìn về phía thằng nhóc lại bị mấy đứa khác dụ dỗ, dỗ mà mặc niệm ba giây cho cậu. Lăng Tráng cũng không biết từ lúc nào cậu đã chơi thành một nhóm với mấy đứa trẻ khác. Da cậu trắng nõn, dáng người cũng tốt. Tất cả những đứa trẻ khác đều muốn chơi với cậu. Thế nên đương nhiên sẽ giữ chắc một chân trong số các vai diễn bắt lộ quân. Trong mắt mấy đứa nhỏ, ai trông xinh đẹp cũng là người tốt nhất định phải diễn bát lộ tiểu thái tử cũng thích chơi với người ta chơi gì cũng vui hoàn toàn không để ý việc mình phải đóng vai gì cầm khẩu súng làm bằng gỗ mà diễn cứ như thật chạy mấy vòng gương mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng bừng hiển nhiên rất vui vẻ lăng kiều cũng nhìn thấy nê đản nhi trong lời uông ái hồng trông chắc cũng cùng tuổi với các cô dáng người gầy nhom tính cách trầm lặng vừa hay hợp với việc canh chừng mấy đứa nhỏ con đây họ hẹn nhau đi bắt cá chỉ ở ngay bên cạnh không xa nơi đây lắm quay đầu lại là có thể thấy rõ tình hình bên này dù sao cũng không cần lo lắng quá chẳng phải trước đây cậu rất thích xuống sông à sao từ sau khi rớt xuống nước cứ từ chối hết lần này đến lần khác thế không lẽ sợ rồi uông ái hồng không vui rồi có cảm giác như thể bị đồng bọn phản bội được vậy thì đi lăng kiều thật không biết ở cái thế giới này cô ấy rốt cuộc có tính cách thế nào chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi đồng ý cô ấy lội nước khá giỏi nếu bắt được thêm mấy con cá chưa về làm thêm chén canh cá cũng tốt uông ái hồng thấy lăng kiều đồng ý thì rất vui vẻ thực ra thì trước đây lăng kiều chỉ thích xuống sông bơi thôi căn bản không thích bắt cá cô bé cũng không ngờ lần này có thể rủ được cô ấy điềm điềm em đứng bên cạnh nhìn tốt nhất là đào một cái hồ rồi đổ ít nước vào chị bắt được cá thì em bỏ nó vào hồ nhé đã mấy mươi năm lăng kiều không xuống sông bắt cá cô ấy sớm đã quên sạch các kỹ thuật khi bắt nhưng đứng trước mặt em gái đương nhiên cô ấy không thể thể hiện là mình không biết Lăng Điềm tự nhận mình là một con vịt cạn, đương nhiên cô sẽ không tham gia vào trò vui này, cô đưa bàn tay múp míp của mình lên bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cá này đem kho, nấu canh, hấp hoặc làm nồi cá nấu chua hay cá cay đều được, ánh mắt Lăng Điềm tràn đầy mong đợi nhìn về phía chị cả nhà mình. Bị ánh mắt tín nhiệm đó nhìn chằm chằm, gánh nặng của Lăng Kiều lớn tựa núi, cô ấy thầm nghĩ nãy có phải mình nói khoác hơi sớm rồi không, lát không bắt được thì nhục chết. Đám trẻ đến bắt cá rất nhiều nhưng cả đám đều rất có chừng mực nơi bắt cá là con sông cạn gần thôn. Nơi trũng nhất cũng chỉ tầm 1 mét 2 những chỗ cạn khác thì vừa hay cao không quá thắt lưng mấy đứa bé. Mỗi năm khi đón năm mới, người dân trong thôn sẽ tiến hành tát ao, dựa theo đầu người mà chia số cá lớn trong ao cho người dân, đợi sau khi phơi nắng ao. Một đợt cá con lại được thả vào, cái ao này tuy có hơi cạn nhưng có không ít cá chạch và cá tạp, nơi đây là cái ao mà đám trẻ con yêu thích nhất. Lăng kiều cởi áo khoác, bên trong còn một lớp áo trong màu xám quần không cởi mà trực tiếp nhảy xuống nước, mấy đứa trẻ bên cạnh cũng toàn làm thế. Con trai chỉ mặc quần cộc còn con gái mặc thêm áo, mấy con cá trong hồ hình như bị đám trẻ dọa mãi thành quen, giờ con nào cũng kinh nghiệm đầy mình. Luôn lách trơn chưa rất khó bắt, lăng kiều lại không quen tay, nhiều lần cảm thấy có cá bơi cạnh mình nhưng lại không chạm được vào nó. Bắt cá cũng cần có bản lãnh rất lớn, thử thách lực tay và độ tinh mắt của người khác, kinh nghiệm đương nhiên vẫn là thứ quan trọng nhất, lúc nào nên ra tay nhìn chính xác phương hướng chuyển động của cá, tính toán tốc độ bơi của nó, ở khoảng cách bao nhiêu mới bắt, người chưa từng trải qua nhiều lần thử thì rất khó bắt được cá. Lăng Kiều không muốn khiến em gái thất vọng nên dứt khoát tạm dừng tay không bắt nữa, cô ấy bơi tới bơi lui trong ao, nhìn người khác bắt cá thế nào. Lăng Điềm nhặt một cành cây ở gần đó, cô đào một cái hố ở chỗ đất mềm ẩm ướt gần ao, đến khi đào được một cái hố to bằng quả bóng rổ mới dừng tay. Sau đó cô chắp hai tay lại thành hình cái gáo nhỏ, múc nước trong ao đổ đầy hố, Cô cứ đi hết lượt này tới lượt khác, không biết đã múc được bao nhiêu nước mới hoàn thành cái hố nhỏ nuôi cá của mình, sau đó cô bắt đầu nhẫn nại chờ chị cả bắt cá mang về. Tình huống bên này đang tốt đẹp thì đám con nít đang chơi đóng giả đội du kích cách đó không xa lại xảy ra vấn đề. Một cậu bé đóng giả đội trưởng đội du kích trong đó đáng lẽ phải dùng tiếng huýt sáo để gọi đồng đội, nhưng một đứa bé 4 tuổi thì sao lại biết thổi sáo cho được, thổi sắp chật quai hàm nhưng âm thanh phát ra vẫn là những tiếng phì phì như cũ. Sao cậu lại không biết huyết sáo chứ? Tôi thấy các anh khi đóng giả đội du kích ai cũng biết huyết sáo cả. Có đứa không vui nói, cảm thấy đội trưởng do chúng chọn ra quá thất bại. Một người đội trưởng không biết huyết sáo sao thành đội trưởng giỏi được. Thằng bé được chọn làm đội trưởng cũng sắp khóc tới nơi, miệng miếu máu như thể dây sau sẽ bật khóc gọi mẹ. Nếu có kèn tu hú thì hay rồi. Tiểu thái tử cũng không biết huyết sáo nhưng cậu vẫn rất hiền lành đi ăn ủi bạn chơi cùng mình. Có kèn tu hú thì không cần biết huyết sáo cũng có thể báo tin cho những bát lộ khác. Kèn tu hú là gì? Những đứa trẻ khác tò mò nhìn lăng tráng hỏi, câu hỏi này thật làm khó cậu rồi. Trước đây kèn tu hú đều do bảo phụ làm cho cậu, chủng loại rất đa dạng, giờ tới thế giới này, đã lâu rồi cậu chưa chơi. Nghĩ đến bảo phụ nhũ mẫu của mình, tiểu thái tử cúi đầu nhìn ngón tay út của mình, trong lòng có chút buồn bã. Sang sớm nay, hải đại phú ra bên sông cắt cỏ cho heo, Loại cỏ non mềm ở bên sông là loại mà heo thích ăn nhất. Trùng hợp là ông ta lại nghe thấy đoạn đối thoại của mấy đứa nhóc, vừa nghe thấy cách gọi kèn tu hú quen thuộc kia, Hải Công Công ngẩng phát đầu dậy, từ đằng xa nhìn lại. Trong mắt ông ta ngoại trừ hình dáng của một đứa bé trắng noãn tầm 3-4 tuổi ra thì không còn gì khác nữa, ngón tay hoa lan chỉ nhấc lên, lau đi hàng nước mắt đang tuôn trào. Điềm điềm, chị bắt được cá rồi. Lăng Kiều thật không ủng công học lỏm, cộng thêm cô ấy cũng có chút căn bản. Chẳng bao lâu sau cô ấy thật sự bắt được một con cá Chỉ có điều kích cỡ cũng không lớn Chỉ to bằng nửa bàn tay một đứa trẻ con Cá trong nước như hổ thêm cánh Lăng Kiều dùng tay nắm chặt mang cá Dơ cao khỏi mặt nước rồi chạy nhanh về phía em gái mình Cô ấy bắt được một con cá chích Đây cũng là một loại cá sông thường thấy ở quê Thịt cá săn chắc, ăn vào dai dai Nấu canh thì ngon khỏi bàn Cũng là đồ bồi bổ loại tốt cho phụ nữ đang cho con bú Lăng Điềm chờ đến sốt ruột thấy chị cả bắt cá về thì vô cùng vui vẻ đưa tay ra đón lấy cá trên tay lăng kiều cẩn thận chút con cá này còn sống đấy ăn cá phải ăn loại tươi sống đây cũng là lý do vì sao lăng kiều lại bảo em gái đào một cái hố nhỏ đựng cá cô ấy đi từ giữa ao đến bên bờ tốn một chút thời gian cá ở trên mặt nước càng lâu thì động tác quẫy đuôi của nó không còn kịch liệt như lúc đầu nữa thế nhưng lăng kiều vẫn phải cẩn thận nhắc nhở cô một câu lăng điềm dùng sức gật đầu đón cá chích vào tay mình bếp con cá trích vốn đang khó khăn hít thở qua mang, hấp ha hấp hối nhưng nó vừa vào tay Lăng Điểm thì giống như mới được uống thêm nước tăng lực. Chân tuột luồn lách khiến người khác khó lòng bắt được, nó quẫy đuôi trên không, phần đuôi đánh thẳng về phía mặt Lăng Điểm, đánh một phát khiến cô ngơ luôn. Ba mẹ chỉ nói mấy con có lông dài không thích cô cứ không nói mấy con có vảy này cũng thích bắt nạt cô mà. Hai mắt Lăng Điểm trợn tròn, bụng mặt, nhân sinh quan toàn bộ suy sụp, không thể mổ gà mổ vịt, ngay cả cá sống cũng khó đối phó được. Tương lai cô còn có thể trở thành đầu bếp sao? Lăng Kiều cũng không ngờ tới mọi chuyện sẽ thành thế này, lúc này cô ấy cũng chẳng rảnh đâu mà quan tâm đến con cá trích mới phạm tội đang từ từ dãy đành đạch về lại ao. Cô ấy mau chóng chạy lên bờ gỡ cánh tay đang che mặt của cô, xem xét xem cô có bị thương hay không, cũng may trên mặt chỉ xuất hiện một vệt đỏ nhạt, không có vết thương do vảy cá gây nên. Không thì thôi, không bắt cá nữa. Lăng Kiều nghĩ có lẽ em gái không vui trong lòng, cô ấy uyển chuyển nói ra ý mình không phải bắt em muốn sờ nó thêm một chút lăng điềm nghiến nghiến răng cô phải ăn thật nhiều cá trích báo thù mới bị nó tát vào mặt này cô không thể dùng tay chạm vào nó thì lát nữa cô sẽ tìm mấy cái lá to quanh đây cô không tin cách một tầng lá mà nó còn quẫy đạp được cá trích kho cá trích giấm đường cá trích hầm canh đậu hủ cá trích mấy hôm nay cô thật muốn chơi tới bến với cá trích tú mai tú mai hải công công sách giỏ chúc về chuồng bò Tuy biết giờ này xung quanh sẽ không có ai nhưng ông ta vẫn rất cẩn thận kéo Tú Mai đang cắt cỏ vào trong phòng, còn khóa cửa lại. Làm gì mà hốt ha hốt hoảng thế? Lan Tú Mai phủi phủi số cỏ dính trên quần áo, bà ta quay qua hỏi Hải Đại Phú. Bà còn nhớ đứa bé mà mấy ngày trước chúng ta nhìn thấy không, là đứa bé giống thái tử điện hạ đến 78 phần đó. Viên mắt Hải Đại Phú đỏ ao, kích động đến run rẩy. Lúc đứa bé đó chơi với những đứa trẻ khác, tôi nghe cậu bé đó nhắc đến kèn tu hú, hồi trước ở trong cung tôi hay làm mấy món đồ chơi lặt vặt cho thái tử. Tới nơi đây đã hơn nửa năm rồi, tới giờ tôi chưa từng nghe nói nơi đây có loại đồ chơi này, bà nói xem đứa bé đó có phải tiểu thái tử của chúng ta không. Hải đại phú đi vòng vòng, vừa vui lại vừa lo lắng, cuối cùng trước khi khiến Lan Cô Cô chóng mặt đến ngất, ông ta dừng lại, cầm tay Lan Cô Cô, tú mai. Bà nói xem chúng ta có phải nên gặp mặt thái tử không, chúng ta đến đây đã lâu, không biết thái tử tới đây bao lâu rồi, Lúc mới tới có hoảng hốt có sợ hãi gì không? Dừng lại, so ra thì Lan Tú Mai bình tĩnh hơn Hải Đại Phú nhiều, trong lòng bà ta cũng rất vui mừng nhưng với thân phận hiện tại của họ, mọi chuyện cần bàn bạc lại kỹ hơn. Nói ra thì Hải Đại Phú và Lan Tú Mai cũng là những người đáng thương. Nhà Hải Đại Phú rất nghèo, lúc 6 tuổi bị ba mẹ đưa vào cung Tịnh Thân làm thái giám, mệnh thái giám vốn khổ, ai ai cũng coi thường, Hải Đại Phú lại là người ăn nói ngay thẳng, không biết cách nịnh bợ các thái giám chức cao khác. Nhận người ta làm ba nuôi hay gì đó, trong cung bất cứ ai cũng có thể bắt nạt ông ta, sau đó khó lắm mới có cơ hội đổi vận, ông ta được điều tới ngự hoa viên chăm sóc cây cỏ. Mặc dù công việc này không nhẹ nhàng nhưng tốt xấu gì cũng được nhìn thấy các chủ tử nương nương, có lúc gặp được vị nương nương nào đó tâm địa lương thiện, ông ta còn được ban thưởng. Khi Hải Đại Phú vừa cho rằng ngày tháng trôi qua thật tốt đẹp thì ngay hôm đầu tiên nhậm chức, ông ta đã gặp phải tình cảnh khi thuộc phi đang đắc sủng tranh chấp với Chiêu Nghi. Kết quả là ông ta trở thành bao cát cho hai người chút giận. Đầu tiên là bị Thục Phi phạt tát 30 cái sau đó lại bị Chiêu Nghi kéo xuống đánh 50 gậy. Lúc đó mặc dù ông ta đã 26 tuổi nhưng vì ăn uống không đầy đủ lại thường xuyên bị bắt nạt nên thân thể xương cốt yếu ớt. Căn bản là chịu không nổi bấy nhiêu gậy. Cũng may lúc đó Hoàng hậu đi ngang qua, thấy cảnh này không vừa mắt nên dẫn ông ta về khôn ninh cung. Trong lòng Hải Đại Phú hiểu rõ, Hoàng hậu chỉ vì chèn ép khí thế của hai sủng phi mới cứu cái mạng quèn của ông ta đồng thời xây dựng thế lực riêng của mình trong cung nhưng đối với ông ta mà nói mạng của ông ta thực sự được hoàng hậu cứu về sau đó nhà mẹ đẻ của hoàng hậu bị vu hại thông đồng với địch tạo phản hoàng hậu vì kinh sợ mà khó sinh sau khi khó nhọc sinh hạ hoàng tử người cũng nhắm mắt lìa đời thái giám cung nữ trong cung đều bàng hoàng người có chút quan hệ đều bị người của cung khác đưa đi hải đại phú lại không đi đâu cả ông ta phải giúp hoàng hậu nuôi nấng tiểu hoàng tử nên người trả món nợ ân tình trước đây Lan Tú Mai là con dâu của một nhà phụ trợ tướng gia, lúc còn ở nhà bà ta được gọi là Tam Nương Tử, sau khi gả đi thì được gọi là Tử Lan Thị. Không có đại danh, gả được 2 năm thì bà ta sinh cho nhà chồng một cậu con trai, đáng tiếc đứa bé đó lại chết yểu. Trượng phu bà ta rất thương yêu ái thiếp, cộng thêm người ái thiếp đó còn sinh trưởng tử và trưởng nữ cho ông ta. Thế nên lúc hoàng hậu chọn vú nuôi, ông ta đã dứt khoát báo tên vợ mình để có thể làm người một nhà thật lâu thật lâu với tiểu thiếp của ông ta. Khi đó hoàng hậu còn ở thời thịnh thế, nhưng thật không ngờ tướng quân phủ vững chắc như vậy cũng có ngày sụp đổ, hoàng hậu khó sinh mà mất. Trượng phu hận không thể phủi sạch hoàn toàn quan hệ với bà ta, vì sợ bị liên lụy, ông ta gửi một phong hưu thư vào cung cho bà ta. Từ Lan thị cũng vì thế mà chết tâm với trượng phu mình, bà ta dứt khoát tự đặt cho mình một cái tên, gọi là Lan Tú Mai, các tiểu cung nữ trong cung đều gọi bà ta một tiếng Lan cô cô bà ta thành thành thật thật nuôi dưỡng tiểu thái tử và dành hết tình yêu thương đối với người con chết yểu của mình lên người tiểu thái tử ai ai cũng biết vụ án nhà mẹ đẻ hoàng hậu có oan tình nhưng ai có thể làm chủ cho nhà đại tướng quân quyền cao chức trọng khiến hoàng đế trướng mắt con trai trưởng có họ ngoại bị vướng tội vừa sinh ra đã được lập làm thái tử tất cả mọi người đều hiểu chức danh đó chỉ là một tấm bình phong đứa con không được yêu thích thì đặt ra ngoài sáng lập cậu lên làm thái tử chỉ vì hoàng đế không muốn vội vàng quyết định người kế vị thôi vị trí thái tử này sớm muộn gì cũng bị phế hải công công và lan cô cô ngày chờ đêm đợi chờ mãi không biết bao giờ hoàng đế mới phế thái tử để họ được sống một cuộc sống thật an ổn nhưng thật không ngờ đám phụ nữ trong cung thật sự quyết liệt vì con trai mình mà cả một thái tử già trước nay không được hoàng thượng coi trọng cũng nhất quyết không buông tha vào một đêm nọ khi thái tử đã tròn 6 tuổi và sắp phải đến thượng thư phòng học tập một mồi lửa lớn đã thiêu rụi cả tầm cung cơm bị hạ độc mọi người đều ngủ say như chết Mãi đến khi lửa bén đến thân, bị cảm giác đau rát gọi tỉnh thì mọi chuyện đã định sẵn là chạy không thoát. Khi đó Hải Công Công và Lan Cô Cô lại nghĩ, tiểu hoàng tử của họ rất sợ đau, lúc bị lửa thiêu chắc chắn sẽ khóc rất khổ sở, nếu đã muốn họ chết, sao không dùng phương pháp chết thoải mái nhẹ nhàng hơn. Đợi đến khi tri giác được khôi phục lại lần nữa, họ đã đến với thế giới kỳ quái này, cũng may ký ức nguyên chủ vẫn còn trong trí nhớ, không thì họ đã sớm bị lộ tẩy rồi hải công công và lan cô cô đều ôm tâm tình chờ mong bọn họ đã tới được nơi kỳ quái này rồi có khi nào tiểu thái tử cũng theo họ tới đây có phải tiểu thái tử cũng ở trong thôn nhỏ này cũng vì thế nên từ đầu tới cuối hai người mới không muốn rời khỏi đây mà lén lút ở lại tìm kiếm nhưng vì thân phận của mình họ không thể tùy ý đi lại trong thôn tới đây đã nửa năm hơn rồi nhưng ai với ai trong thôn cũng không biết rõ thôi đừng khóc nữa lan cô cô giúp hải đại phú lau nước mắt thấy ông ta nước mắt nước mũi tèm lem thì ghét bỏ đưa cái khăn đang lau dở cho ông ta để ông ta tự lau nước mũi cho mình chúng ta bây giờ có thân phận thế nào nếu cứ để thế này mà đến tìm thái tử chẳng phải sẽ gây phiền phức cho người sao bà ta lập tức bác bỏ đề nghị của hải đại phú vậy bà nói xem phải làm sao đây hải đại phú lau nước mũi đôi mắt đỏ hồng nhìn lan tú mai hỏi hai vợ chồng này chẳng phải có người bạn đã lâu không liên lạc à theo tôi thì chúng ta phải tìm cách liên lạc lại với họ dù sao cũng phải gỡ cái danh trên đầu chúng ta xuống trước lúc đầu vì muốn ở lại thôn nên họ chưa từng nghĩ đến chuyện này nhưng xem ra với tình hình hiện tại khôi phục thân phận bình thường mới là điều tốt nhất đúng 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 hải đại phú cảm thấy lan tú mai nói gì cũng đúng nên chỉ mải gật đầu ông còn chưa kể thái tử hiện giờ thế nào rồi sống có tốt không có phải chịu khổ không lan tú mai khẩn trương hỏi vẫn khỏe vừa trắng vừa tròn đời này có lẽ được sống với cặp ba mẹ tốt bà không thấy đấy thôi. Ngày ấy chơi cùng với mấy đứa trẻ khác trong thôn, người trông như hạc giữa bầy gà khi đứng cùng đám trẻ đó. Hải Đại Phú cười đến mức nếp nhăn nơi cuối mắt trông càng sâu hơn. Ông ta nhớ tới đời trước mỗi ngày tiểu thái tử đều kéo ống tay áo ông ta hỏi phụ hoàng có thích mình không thì lòng ông ta lại thấy chua xót. đến thế giới này là một điều đúng đắn. Thái tử của chúng ta đương nhiên phải đẹp rồi, không cần người khác phụ trợ trông cũng chẳng khác gì tiên đồng. Lan cô cô lau nước mắt, giọng mũi nồng đậm đúng 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 hải đại phú như một người chuyên phụ họa lại mở miệng tỏ ý tán đồng còn tự và miệng mình mấy cái bảo là mình nói sai rồi người đâu người đâu hết rồi xú lão cửu còn muốn lười biếng à tiếng gào thét từ bên ngoài truyền đến hải đại phú và lan tú mau mau chóng lau sạch nước mắt cầm dụng cụ đi ra ngoài ban nãy để quên dụng cụ trong phòng giờ vào lấy hải đại phú nói một cách ôn hòa không hề có sự hèn mọn của một người phải trải qua cải tạo ông ta bình tĩnh lý trí trong đôi mắt cơ trí chứa đựng sự bình yên khiến người thôn dân mới đến tuần tra và phát hiện không có người làm việc cũng thấy ngại không mắng tiếp nữa. Sau này nhanh chân nhanh tay chút, đừng có mà lề mà lề mề. Anh ta lầm bà lầm bầm nói một câu rồi lại nhìn họ làm việc một hồi. Nghe nói ông già này trước đây là giáo sư đại học, thảo nào trông họ khác hẳn nông dân bọn họ, nhưng giáo sư đại học thì sao? Chẳng phải giờ vẫn phải nghe những người nông dân chân lấm tay bùn như họ xe bảo à, người nọ lắc lư cái đầu, tay chắp sau đít lưỡng thững rời đi thấy người nọ đã đi xa hải đại phú mới thở phào một hơi để một tên thái giám như ông ta ngày ngày làm bộ làm tịch giống với một giáo sư thật khó ông ta không quen đúng như tú mai nói phải mau chóng cởi bỏ cái danh người xấu này xuống sớm ngày gặp mặt thái tử mới là đúng đắn lòng hai người sớm đã chạy đến nơi nào nơi nào rồi chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc chị ơi hôm nay chúng ta ăn canh cá à lăng tráng ngẩng đầu nhìn chị hai mình hỏi ở lĩnh vực ăn uống cậu khá là tin tưởng chị hai mình Ăn, nhưng mà bây giờ nấu không kịp rồi, để tối ăn đi Lăng điềm hùng hùng hổ hổ nhìn sâu cá trị cả cầm Cá dùng dây thừng bện bằng cỏ sâu lại Thỉnh thoảng có một con dãy rụa quẫy đuôi Rơi nước lâu quá nào có đủ sức đối mặt với cô bé hung hãn Thực ra thì lăng kiều bắt không được nhiều cá lắm Tổng chỉ có 5 con, con lớn nhất khoảng tầm bằng bàn tay Lần này bắt cá đứa nhỏ nào cũng có thu hoạch Đứa ít đứa nhiều nhưng vẫn có Mà bắt được cá to quá hay nhỏ quá bọn trẻ lại thả lại xuống sông những đứa nhỏ trong thôn đều biết thỉnh thoảng bắt mấy con cá thì được nhưng muốn bắt nhiều quá bắt cả cá trưởng thành hoặc là cá quá nhỏ sẽ mang đến rắc rối cho gia đình đỗ xanh nhà mình ngâm lâu phết rồi đó chờ đến trưa chúng ta nấu canh đỗ xanh uống chị hai cho thêm vào nhiều đường hơn nhé lăng tráng nghe chị hai nói buổi tối mới được ăn canh cá còn đang định chán trường chợt nghe chị hai nói được uống canh đỗ xanh chút thất vọng nháy mắt biến mất tiêu che miệng trộm cười chị em vừa mới diễn bát lộ giết được nhiều thật nhiều quỷ nhật với hán gian. Chị, vừa nãy em, cái miệng nhỏ của lăng tráng mấp máy liên hồi kể những chiến công vĩ đại mình vừa giành được, toàn là mấy lời nói hồn nhiên hào hứng của trẻ nhỏ, lăng kiều và lăng điểm không thấy nhàm chán ngây thơ. Ngược lại nghe thật chăm chú, còn không quên hưởng ứng khen ngợi một câu, nếu tiểu thái tử mà có cái đuôi, lúc này chắc là phải vui sướng ngoái tít lên rồi. Về đến nhà, lăng kiều cởi cái nùi thòng lọng bằng cây cỏ ra, bỏ năm con cá nhỏ vào chậu nước mấy con cá nhỏ vừa còn hấp hối thử quẫy đuôi thăm dò trong chậu nước cảm nhận được dòng nước rồi giao sức lực lại ngay tức thì lăng trang thấy mang cá phục phòng mở ra khép lại trông thật vui lấy phát một cái ghế ra ngồi chơi đùa với lũ cá trang trang trông chừng nhé đừng để đại nga nhị nga ăn mất cá nhà lăng kiều chuẩn bị vào bếp nhóm lửa giúp em gái nên tìm cho em trai một việc để làm em trai không giống như em gái hai con ngỗng trong nhà bị thằng bé sờ trụi lông cũng không mổ nó về điểm này lăng kiều rất yên tâm Lăng chàng siết chặt nắm tay bé con, nhìn mấy con cá nhỏ đang nhảy nhót thấy mình như được giao trọng trách to lớn. Niềm kiêu hãnh ngập tràn trong ánh mắt, mắt to tròn mở lớn nhìn cá một cái lại đảo qua nhìn ngỗng một lúc, rất chi là bận bịu. Trong kia lăng điểm đã đãi xong đỗ xanh, chị cả giúp nhóm lửa, cô bé đổ nước sạch vào nồi đất đun chờ cho sôi lên. Thật ra nấu canh đỗ xanh có một bí quyết nhỏ rất đơn giản, đầu tiên là đun nước cho sôi, lượng nước nhiều hơn đỗ, nấu lửa lớn cho đến khi cạn nước lại đổ thêm nước sôi vào, đậy chặt nắp vung, nấu thêm 20 đến 30 phút, rồi mở nắp ra vớt hết vỏ đỗ nổi bên trên, đun thêm 10 phút nữa. Cho đến khi đỗ xanh bung mềm ra, nấu đỗ xanh theo cách này, nước canh xanh trong, độ ngọt thì thêm vào tùy theo khẩu vị bản thân. Ngày nóng bức được một bát canh đỗ xanh mát lạnh, ngoài dưa hấu ướp lạnh thì đây là một trong những đại pháp bảo khác của lăng điểm. Tiếc là thời này không có tủ lạnh, nhưng mang canh đỗ xanh thả xuống giếng nước một lúc cũng được, cùng đạt được tác dụng ướp lạnh, còn thân thiện bảo vệ môi trường hơn. Sau khi sống lại đến thôn trang nhỏ sống lăng điểm mới nhận ra giếng nước có nhiều tác dụng, nhất là trong giai đoạn thời tiết nóng nực. Sáng dậy múc một thùng nước dưới giếng lên, nước mát lạnh, vốc một vốc lên mặt tinh thần sảng khoái, thật là ứng với câu quảng cáo kia, lạnh thấu tâm, tinh thần hứng khởi. Cô nghĩ cho dù về sau cả nhà chuyển đến huyện thành lớn, cô cũng nhất định phải mua nhà có tiểu viện kiểu như này, sau đó sẽ đào một cái giếng nước trong nhà. Ngỗng nhỏ chúng mày không được ăn cá biết không, cá để trắng tráng, phụ hoàng mẫu hậu và các hoàng tỷ cùng nhau ăn. Tiểu thái tử đã ngửi được mùi canh đỗ xanh, cậu nuốt nước miếng nhìn hai con ngỗng ngốc nghếch ngồi xổm bên cạnh mình, ngó lơ cảm giác thèm ăn của bản thân, chĩa mũi nhọn về phía hai con ngỗng ngốc nghếch. Cạc cạc cạc. Đại Nga nhị Nga kêu lên, tỏ vẻ bản thân vô tội. Chúng mày làm nũng ta cũng không cho chúng mày ăn cá đâu. Lăng tráng không vui, cậu thấy mấy con ngỗng nhà mình rất không hiểu chuyện, nhưng mà nghĩ nghĩ lại, cậu vẫn thỏa hiệp không thì chờ đến buổi tối mẫu thân làm cá ta lấy hết nội tạng trong bụng cá cho chúng mày ăn nhé cho nên chúng mày phải ngoan sau này không được bắt nạt nhị hoàng tỷ bằng không ta mang hết cho bọn hoa hoa ăn tiểu thái tử nghiêng nghiêng đầu nhớ lại trước kia mỗi lần nhà ăn cá ba mẹ sẽ moi nội tạng cho hai con ngỗng ngốc nghếch ăn chúng nó trông có vẻ cũng rất thích ăn có những lúc hai anh em chúng nó tranh nhau cái bong bóng cá mổ nhau tan tác không còn nhớ gì đến tình cảm anh em thắm thiết Cậu với Hoàng tỷ từ trước đến nay chưa từng như thế bao giờ, đúng thật là hai con ngỗng háu ăn. Các 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 thằng bé nhân loại này lại nói mấy lời khó hiểu, đại nga nhị nga đứng rỉa lông cho nhau, không phản ứng lại ý kiến của tiểu thái tử. Tiểu thái tử thấy mình đã thuyết phục được hai con ngỗng ngốc nghếch không dễ dạy, nhẹ nhàng thở ra, tay xoa xoa bụng nhỏ, cho nên bao giờ cậu mới được uống canh đỗ xanh đây? Hai, canh đỗ xanh mới ra lò không ngon bằng canh đỗ xanh đã qua ướp lạnh, nhưng cảm giác mềm dẻo ngọt ngào vẫn không lệch đi đâu được. Lăng Điềm múc 3 bát canh đỗ xanh ra, mỗi bát không nhiều lắm, đủ để nếm thử mùi vị, sắp đến giờ cơm chưa rồi, uống nhiều canh đỗ xanh lưng lửng bụng không ăn được cơm. Phần canh đỗ xanh còn lại cô đổ vào nồi rồi mang ra bỏ vào thùng múc nước, cuốn dòng dọc ở giếng nhẹ nhàng thả thùng múc nước xuống, cố định tay cầm lại để thùng nước duy trì ở một độ cao nhất định. Ngọt quá đi. Lăng Tráng múc một thìa canh đỗ xanh, vì cậu thích ngọt nên chén canh của cậu Lăng Điềm bỏ thêm nhiều đường trắng hơn, nhưng mà không dám thêm quá nhiều không lại sâu răng ba chị em dàn một hàng ngang ngồi trên bậc thang ngoài nhà chính uống canh đỗ xanh ngọt lịm tâm tình còn vui vẻ hơn cả hoa nhi chị dâu hai vạn kim chi đang miệt mài cuốc đất thỉnh thoảng còn phải tranh thủ thời gian nhìn lên bóng dâm bên bờ ruộng chồng cô ấy đang làm việc thủ công ở đó với một nhóm đàn bà đề phòng anh ta bị mấy đại nương chay mặn không ngán này chiếm tiện nghi đang bận túi bụi cô em chồng lăng mỹ lệ không biết từ nơi nào chui ra cầm một cái cuốc giả vờ giả vịt không làm việc vạn kim chi đưa tay lên sờ thử chán mình cô ấy đâu có sốt đâu nhỉ vậy thì không phải ốm đến choáng váng đầu óc sinh ra ảo giác cô ấy lại ngẩng đầu lên nhìn trời mặt trời vẫn mọc ở hướng đông đâu có nhô lên từ đằng tây đâu hết thảy đều bình thường đâu có gì khác lạ sao cô em chồng lăng mỹ lệ này lấy ánh mắt lấy lòng buồn nôn kia nhìn cô ấy vậy chứ mỹ lệ đấy à cô ấy cười ha hả trong lòng có hơi ái náy Hai ngày trước em chồng mới bị mình chọc tức xong, theo như kinh nghiệm dày dặn từ trước đến nay. Đoán chừng nó phải hai ba tháng không đếm xỉa đến cô ấy, cho đến khi nào cô ấy và Lăng Quốc Đống mang quà về nhà cũ bồi tội mới thôi. Vạn Kim Chi không sợ ngang ngạnh chỉ sợ kiểu yếu đuối ngốc nghếch này, Lăng Mỹ Lệ đến lấy lòng, cô ấy không biết nên xử trí thế nào với cô ta. Kim Chi, hiếm khi thấy em chồng cháu ra dụng làm, cháu phải dạy cẩn thận cho con bé biết cách chồng chọt nhé. Mấy bác đang cuốc luống bên cạnh cầm chiếc khăn ướt vắt trên cổ lau mặt, như thể chỉ nói đùa thôi nhưng một tia khinh thường nơi đáy mắt kia lại không tài nào che giấu. Cô con gái nhà họ lăng này ăn bơ làm biếng cả cái thôn này ai mà không biết, trước kia viện cớ là phải học bài không làm việc mọi người còn có thể hiểu, nếu thi đỗ trung học, được phân cho một công việc, làm dạng danh tổ tiên, nhưng chẳng phải cô ta thi không đỗ à, giờ về thôn cũng ngót nghét 2-3 năm rồi, ăn ở nhà, dùng đồ trong nhà con sống nhàn rỗi không chịu làm việc như đứa nít 6-7 tuổi chả trách triệu mai nhỉ không vừa mắt cô em bên chồng này nhà ai có một tiểu tổ tông như thế thì nào có yên được nhưng mà đó là chuyện nhà người ta chỉ cần con bé lăng mỹ lệ không thành con dâu nhà bà thì cũng chỉ là đối tượng u nhọt mang ra tán dóc trong mấy câu chuyện vu vơ mà thôi nếu mà thành con dâu nhà mình thì chắc là tức chết mất lăng mỹ lệ còn không biết hình tượng bản thân trong suy nghĩ của mấy bà bác trong thôn theo cái nhìn của cô ta bản thân có điều kiện hơn người tốt nghiệp trung học dáng vẻ xinh đẹp, anh hai còn được hưởng trợ cấp nhà nước, đám con trai nông thôn nhà quê không xứng với cô ta. Chị dâu hai, em có chuyện muốn hỏi chị. Lăng Mỹ Lệ không nghe ra ý khác trong lời mấy bà bác, nhưng nhìn biểu tình của họ cô ta cũng hiểu ra được mấy phần. Mấy thím không có văn hóa ăn no rừng mỡ không có việc gì làm chuyên gia đi nói xấu sau lưng người khác, chẳng phải là ghen tị do cô ta xuất sắc hơn con gái các bà à? Chỉ tiếc, ghen tị thì ghen tị, cô ta cũng không gả cho mấy thằng con không có tiền đồ của các bà đâu. Lăng Mỹ lệ liếc mắt nhìn bà thím bên kia một cái, không mảy may có ý định đáp lời bà ta, ngược lại sợ chuyện mình sắp hỏi bị mấy bà không giữ mồm giữ miệng này nghe được, còn cô ý ghé sát người lại gần Vạn Kim Chi, muốn nói nhỏ vào tai cô ấy. Nữ nữ thụ thụ bất thân. Vạn Kim Chi bị động tác của cô ta dọa nhảy dựng, lùi mấy bước sang bên cạnh, lúc ở Lăng Quốc cô ấy biết có một số cô gái có sở thích đồng tính luyến ái, nhất là cô gái thế gia quý tộc phía Nam, thậm chí kỳ khế ước chị em làm nhã sĩ phong lưu trong mắt vạn kim chi cô gái khỏe mạnh cường tráng phải thành đôi với chàng trai yêu mềm dịu dàng nhưng mà người ta có sở thích kia hay không vạn kim chi không phản đối chỉ là cô ấy là thẳng trăm phần trăm toàn tâm toàn ý với quốc đống tấm lòng cô ấy sáng tỏ như ánh trăng chị dâu hai chị thế là sao em chỉ hỏi chuyện chị thôi mà lăng mỹ lệ đang định nổi đóa lên chợt nhớ lý do mình đến đây chất vấn ra đến cửa miệng lại đổi thành làm nũng oán trách còn kiêu ngạo dậm chân làm cho vạn kim chi nổi hết cả da gà thì ra là có việc nhờ cô ấy vạn kim chi thở phào nhẹ nhõm cô ấy rất sợ lăng mỹ lệ nhất thời luẩn quẩn trong lòng ra tay cả với chị dâu hai này đây có chuyện gì cô nói mau đi vạn kim chi làm không ngơi tay bảo lăng mỹ lệ nói tiếp chuyện vừa định nói lăng mỹ lệ cũng nhìn ra vạn kim chi không thích cô ta sáp lại gần chỉ hơi nghiêng nghiêng lại gần cô ấy cố gắng hạ giọng không cho những người khác nghe thấy chị dâu hai có phải chị rất thân với nhóm thanh niên trí thức không cô ta đỏ mặt Vốn mấy chuyện như này cô ta đều nhờ mẹ hỏi thăm giúp, nhưng ai bảo từ ái quyên nhạy bén quá, sợ con gái quá thân thiết với mấy thanh niên trí thức không có tiền đồ. Cô ta vừa mở miệng hỏi chuyện một cái là mẹ cô ta cảnh giác ngay, còn bị vặn hỏi ngược lại, lăng mỹ lệ ủ rột, nên mới dứt khoát đi tìm mục tiêu hỏi dò. Chị dâu hai vạn kim chi thường xuyên được đội trưởng điều đi giúp thanh niên trí thức, nhất định là quen biết với mấy người họ. Hơn nữa nhà anh hai trên cơ bản không qua lại với mọi người trong nhà, cô ta cũng không sợ chị dâu hai và chị dâu cả cáo trạng với mẹ cô ta quen quen chứ vạn kim chi không chút nghĩ ngợi trả lời mấy đứa trẻ đó thật ngoan tặng phiếu tặng tiền cho cô ấy sao thế em nhìn chúng ai à vô sự không lên tam bảo điện vạn kim chi không nghĩ ra lý do khác để mà cô em chồng ngạo mạn này phải cúi mình nhún nhường đến tìm cô ấy chỉ là ghép đôi mấy đứa nhỏ ngoan ấy cho lăng mỹ lệ cô ấy thấy mình vẫn không thể làm chuyện thiếu đạo đức thế được chị dâu hai chị nói nhỏ nhỏ thôi Lăng Mỹ Lệ căng thẳng nhìn một vòng xung quanh, mọi người còn đang chăm chỉ làm việc, chỉ là bác gái vừa mới thầm mỉa mai cô ta đã chạy sang bên kia với người quen vừa quốc giới vừa tán dóc, bấy giờ cô ta mới nhẹ nhàng thở ra. Cô ta còn không biết chị dâu hai nhà mình ghét bỏ mình một hồi, thấy cô ta không xứng với mấy đứa nhỏ ngoan đó, thẹn thẹn thùng thùng hỏi Vạn Kim Chi về người mình nhìn chúng. Lần trước em tình cờ gặp đồng chí La Quán Thanh đội thanh niên trí thức trên đường, trông con người anh ấy cũng khá lắm. Chỉ vẻn vẹn một câu ấy không có nói thêm gì nữa. Mặc dù tự tin như Lăng Mỹ Lệ thì cũng có nét e dè vốn có của con gái, tuy rằng hiện nay đã khuyến khích tự do yêu đương, nhưng được tự do yêu đương ở nông thôn Trung Quy vẫn không nhiều. Hầu như đều là ba mẹ nhìn ưng mắt, cho hai đứa nhỏ gặp mặt một lần, chỉ cần không phải quá xấu xí đến nỗi không dám gặp mặt người khác. Làm được việc, cuộc hôn nhân cứ thế định ra, Lăng Mỹ Lệ cũng chưa có gan làm ầm ĩ lên nói mình vừa ý la quán thanh, con gái gấp gáp theo đuổi con trai thế thì mất mặt quá là rất khá. Vạn Kim Chi không ngờ cô em chồng mình có mắt nhìn phết đấy, đồng chí La là người ưu tú, thằng nhóc đó là đứa trẻ tích cực tặng tiền tặng phiếu nhất trong đám nhỏ. Chỉ thế thôi sao? Lăng Mỹ Lệ chờ mong nhìn chị dâu hai, chẳng lẽ không bổ sung thêm gì khác hả? Chẳng hạn như trình độ của đối phương, ba mẹ anh ta làm gì, trong nhà còn có mấy anh chị em, kiếm được bao nhiêu tiền, nhà ở huyện thành có to không, ba mẹ có quan hệ để đưa anh ta về lại huyện thành không? chỉ qua loa nói vài chữ rất khá đã muốn đuổi cô ta đi rồi phong yên cuồn cuộn sướng anh hùng từ phía thanh sơn lắng tai nghe lắng tai nghe trời trong vang tiếng vọng kim cổ đại dương sóng lớn cùng hòa ca trạm phát thanh đại đội nổi lên bài hát ca ngợi anh hùng âm thanh vang dội chỉ là thiết bị của trạm phát thanh cũ quá loa của đài phát thanh phát tiếng chói tai còn kèm theo tạp âm lạo xạo nhưng mà đối với người trong thôn lại là đãi ngộ khó có được nhiều người còn ngâm nga theo giai điệu đến giờ cơm rồi mau về nhà ăn cơm thôi. Mọi người đồng loạt buông dụng cụ lao động trên tay xuống, tiếng phát thanh vừa vang lên đại diện cho thời gian lao động buổi sáng đã xong, ai cũng không muốn làm thêm. Đàn bà con gái thân thiết tụ lại thành đôi tụ năm tụ ba đi về, đàn ông con trai thô kịch trong thôn thì kéo cao tay áo, hào sảng hát vang vác quốc của mình với vợ về nhà. Lăng Mỹ Lệ còn chưa hỏi được vấn đề mình muốn biết, thầm buồn bực vừa kỳ kèo ở chỗ khác lâu quá tốn thời gian. Kim Chi, về nhà ăn cơm thôi lăng quốc đống cầm giỏ trúc nhỏ trong đó đựng hộp diêm ban sáng anh ta vừa dán xong làm cái này tính theo sản lượng mà chấm công em đến đây vạn kim chi vẫy vẫy tay đáp lại chồng không kiên nhẫn ứng phó em gái chồng nữa anh em gọi chị về nhà ăn cơm rồi đồng chí la là, là một người tốt em không cần nhắc lại chuyện này với chị nữa dứt lời lòng bàn chân như được bôi mỡ vác quốc chạy vụt đi em gái tìm em có chuyện gì thế Lăng Quốc Đống nhìn em gái dưới ruộng đang nổi điên như nhảy vào nồi nước sôi, tò mò hỏi vợ. Em biết đâu, có vẻ là muốn ăn thịt thiên nga. Vạn Kim Chi vu vơ đáp lời. Cái gì, con bé nhăm nhe đại nga nhị nga nhà chúng ta. Lăng Quốc Đống kinh ngạc bật thốt, nhà cũ nuôi gà nuôi vịt nhưng không nuôi ngỗng, mà nhìn chung cả thôn cũng không nhiều người nuôi ngỗng lắm. Bởi vì ngỗng sức ăn lớn, ăn nhiều hơn những loại gia cầm khác, không bằng nuôi gà vịt còn có lời, hai con ngỗng ngốc nhà Lăng Quốc Đống nuôi ngót nghét hai năm trời nuôi coi như để giữ nhà, cả nhà không ai nỡ ăn, đứa em gái không biết xấu hổ lại mở miệng đòi ăn thịt ngỗng nhà bọn họ. Vạn Kim Chi cũng không nghĩ tới lời nói ẩn ý của mình làm cho chồng nghĩ theo hướng khác, gãi gãi đầu không biết giải thích thế nào. Thôi thì kệ đi, dù sao đều là thiên Nga, chồng hiểu lầm rồi thì cứ hiểu lầm đi vậy, chú hữu quý, chuyện đó phải phiền chú rồi. Vạn Kim Chi mang theo một cái giỏ trúc đến nhà đội trưởng Uông Hữu Quý. Đến thì cứ đến, sao còn mang theo nhiều đồ thế chứ? vợ hữu quý nhìn chằm chằm vào giỏ vạn kim chi mang đến chỉ là chồng mình chưa lên tiếng thì bà ta không tiện nhận lấy nói thật đại đội trưởng đội sản xuất người ta ai ai cũng giàu có sung túc những năm gần đây làm chuyện gì mà không cần đại đội trưởng ký tên chấp thuận chứ chăn gà chăn vịt phải xin cấp phép muốn vào huyện thành một chuyến phải xin giấy thông hành đột nhiên bị bệnh nặng không chịu nổi cũng phải xin phép những đại đội trưởng đội khác bám vào những việc này muốn anh ta làm việc phải chia ra lợi ích mấy quả trứng gà mấy đồng tiền gia sản cứ thế dày lên từng ngày, chỉ có lão già khờ cố chấp nhà họ, không mở miệng yêu cầu gì cả, thật là ủng phí vị trí ông ta đang ngồi này. Chuyện nhỏ thôi, thế chú không khách sáo nữa nhé. Uông Hữu Quý nhìn ra vợ mình đang giận dỗi, nên là lần này ông ta không mở miệng để vợ trả lại đồ, thật ra Uông Hữu Quý không phải tuyệt đối thanh liêm. Những người nhà có điều kiện đến nhờ và ông ta thì ông ta vẫn nhận, nhưng cũng cần nhìn vào hoàn cảnh thực tế không thể để những cô nhi quả phụ trong thôn muốn xin nuôi con gà con vịt mà ông ta cũng quyết tuyệt không cho nuôi được không thể bắt ép người ta đưa ra lợi ích như thế thật không có lương tâm uông hữu quý làm việc có nguyên tắc riêng của mình đây cũng là nguyên nhân mà người trong thôn ai cũng phục ông ta ôi chao vợ hữu quý cười hở hết cả lợi ngượng ngùng tiếp nhận giỏ chúc vạn kim chi đưa qua miệng còn khách sáo một câu quan hệ hai nhà chúng ta còn phải quả cáp thế nữa nhưng mà này kim chi cháu lớn đến tuổi đến trường thì đúng thôi nhưng mà cháu bé mới 6 tuổi sao phải vội đưa nó đi học thế, hai chị cho đi học hết, trắng tráng nhà cháu ai trông. Khẩu hiệu tuyên truyền rằng nam nữ bình đẳng, nhưng trong mắt người dân trong thôn vẫn có khác biệt, nữ giới chỉ được chấm 78 công còn nam giới có đến 11 công. Còn riêng vạn kim chi là trường hợp đặc biệt không nằm trong phạm vi thảo luận, hơn nữa con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nhất là còn gả đi xa, mấy năm không chắc chúng nó sẽ về thăm một chuyến, chẳng khác nào nuôi hộ nhà người ta. Vợ hữu quý nhĩ Vạn Kim Chi thật vất vả mới sinh được một thằng con trai, không để dưới chồng mắt che chở, còn cho hai chị học hành cái gì, quan tâm đến thằng em mới là việc nên làm. Lần trước hai đứa rơi xuống nước dọa cháu với ba đám nhỏ sợ chết khiếp, cho hai đứa nó đến trường học cho an toàn. Còn Trang Trang thì thường ngày có thể nhờ Thím Vương trông giúp. Thời tiết dạo này không quá nóng nực, đưa theo đến bờ ruộng để cuốc đống trông cũng được. Hơn nữa Trang Trang đã ba tuổi rồi, nhắm cái là đến sáu tuổi ngay ấy mà. Đến lúc đó ba chị em cùng đi học cho có bạn Vạn Kim Chi không nghĩ ngợi nói Ở chưa đại của cô ấy đàn ông con trai không được đến học đường Hiện tại đã có cơ hội tốt như này rồi Cô ấy phải giúp con trai tranh thủ Ừ tốt, đến lúc đó cháu cứ đến đây nói với chú hữu quý của cháu một câu Đừng xách đồ đến như này mà mất tình cảm Vợ hữu quý nghĩ một đằng nói một nẻo Vạn Kim Chi đưa quà đến là để cảm ơn ung hữu quý giúp gửi con gái chưa đủ tuổi vào trường tiểu học Hồng Kỳ trên chấn đợi đến khi lăng tráng 6 tuổi muốn đi học, lại đến nhờ vả một lần nữa, dù sao cấp trên đã có quy định, trẻ em đủ 8 tuổi mới được đến trường. Tiễn khách về, vợ hữu quý gấp gáp vén tấm vải bố phủ trên giỏ trúc. Con bé kim chi này ra tay cũng hào phóng thật, chỗ thịt này áng chừng không ít đâu, ít cũng phải có năm lạng, còn toàn phần chỗ béo ngậy. Buổi tối được bát tóc mỡ cho thằng nhỏ ăn rồi, vừa đúng lúc xê hai dầu nhà mình sắp hết, thịt lợn xào rau thơm, đúng là thiếu cái gì đến cái đấy vợ hữu quý tán thưởng ấn tượng tốt với vạn kim chi lại sâu thêm mấy phần người khác có việc nhờ chồng bà ta chưa có ai đưa quà như vậy bao giờ chẳng phải là tưởng chồng bà ta dễ nói chuyện nên xem nhẹ sao đây là khăn mặt nhỉ mềm thật đấy tôi với vợ thằng cả lúc lên trấn từng trông thấy ở cửa hàng bách hóa phải năm đồng một cái đấy mà cái này bên trên còn thêu hoa chắc còn đắt hơn nữa đó vợ hữu quý tấm tắc khen ngợi cầm khăn tay mãi không chịu bỏ ra thằng cháu trai lớn đã đến tuổi tìm đối tượng rồi đến khi đó trên xính lễ phủ thêm một chiếc khăn đẹp đẽ như này. Thể diện tăng lên biết bao nhiêu, mặc dù trong lòng cũng thích, nhưng cuối cùng bà ta vẫn gấp gọn gàng lại, cất vào hòm gỗ long não để của hồi môn của mình. Ông này, ông nói xem con bé Kim Chi này có năng lực phết nhỉ. Bà ta hơi tò mò, con bé vạn Kim Chi này làm được, một mình bằng mấy nhân công khỏe mạnh, nhưng có tài giỏi hơn nữa cũng chỉ được chấm hơn đám đàn ông mấy công thôi. Thế mà trong nhà họ lại có vẻ sống dư giả hơn những nhà khác trong nhà có mấy nhân công cường tráng nhiều, thế nên mới khó hiểu. Người ta được sống tốt là bản lĩnh của người ta, bà xem mà xem, hai vợ chồng lăng hữu điền hối hận bằng chết. Uông hữu quý soàn soạt giết hai hơi thuốc lá, ánh mắt thần bí. Chỉ biết thừa nước đục thả câu, vợ hữu quý lẩm bẩm không thèm cằn nhằn ông chồng lại hút thuốc lá nữa, vui mừng khóc khởi cầm những đồ còn lại trong giỏ trúc vào bếp. Ôi thịt quý báu của ta, bà ta phải giấu thật kỹ không để cho mấy cái miệng háu ăn kia ăn vụng cuộc sống thong thả trôi đi trong thôn gió yên sóng lặng nhưng trước ngày trường tiểu học khai giảng mấy hôm đã xảy ra một chuyện nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ dù sao với người trong thôn vẫn có tác động khá là sâu sắc đội trưởng ông nói hai vị giáo sư họ hải cũng được khôi phục lại cương vị chính trị rồi tin tức trong thôn nhanh nhạy nhân lúc làm việc có người đến hỏi uông hữu quý ừ những bức thư trước đó bọn họ bị bắt giao nộp lên xác nhận thông tin không thông đồng với địch phản quốc, lại có người giúp bọn họ những phần dâu ria, tự nhiên sẽ được khôi phục thôi. Chuyện như này mấy năm gần đây phát sinh không ít, chỉ riêng thôn Đường Thạch đã có mấy trường hợp, Uông Hữu Quý đã thấy từ lâu nhưng không thể trách. Vậy là bọn họ không có ý định về sao? Những năm này việc khôi phục lại cương vị chính trị xảy ra nhiều, người trong thôn cũng không lấy làm lạ, bọn họ chỉ khó hiểu sao hai vị giáo sư cũng không định trở về huyện thành mà lựa chọn ở lại trường tiểu học Hồng Kỳ, làm giáo viên ở trường tiểu học, nghe đâu khai giảng sẽ đến nhậm chức. Đầu óc có bệnh hay sao thế, nghe đồn giáo sư đại học 1 tháng 6 70 đồng tiền lương, còn chưa tính những khoản phụ cấp khác, làm giáo viên tiểu học 1 tháng cùng lắm chỉ được 15 đồng. Vì là trường tiểu học của thôn, còn không có những khoản tiền trợ cấp khác, bọn họ không thể nào hiểu nổi hai vị giáo sư này vì nguyên cớ gì không mang đến tiền đồ, liều chết muốn ở lại. Người ta cảm thấy xã viên đội sản xuất chúng ta đối xử tốt với họ, không gây khó dễ cho thanh niên trí thức được điều xuống cơ sở rèn luyện giống những đội sản xuất khác, nên dụng tâm ở lại để đền ơn, mọi người cảm thấy kỳ quái đó là do tư tưởng giác ngộ của mọi người chưa cao. Trong lòng Ung Hữu Quý cũng rất buồn bực nhưng vì uy nghiêm của đại đội trưởng cho nên tuyệt đối không được biểu hiện ra ngoài chút muộn phiền ấy, hơn nữa hiển nhiên là người ta thật tâm muốn ở lại, ngay cả nền đất cũng xin ông ta cấp phép cho rồi, chuẩn bị xây một căn nhà ở mảnh đất trống cạnh nhà vạn kim chi, thể hiện rõ ràng ý định ở lại thôn lâu dài vốn không có hộ khẩu trong thôn thì không được cấp đất làm nhà nhưng đây là trường hợp đặc biệt hơn nữa nhà xây lên nhưng đất vẫn là đất nhà nước kia mà là phần đất thuộc quyền quản lý của thôn không có liên quan gì đến hai người đó vậy cũng tốt thôi thế thành ra đám nhỏ nhà chúng ta được làm học trò của giáo sư cơ đấy nhỉ người trong thôn vừa hay năm nay có con đến tuổi đi học kích động nói ra thật là hãnh diện không chừng được giáo sư chỉ dạy đứa trẻ nhà họ học lên được trường đại học nông lâm cũng nên mặc dù còn nhiều thắc mắc nhưng đối với chuyện hai vị giáo sư chọn ở lại người trong thôn phần lớn là cảm thấy vui mừng cho nên ngay từ lúc bắt đầu xây dựng nhà ở mọi người rảnh rỗi sẽ đến phụ giúp tranh thủ để lại ấn tượng tốt trước mặt hai người họ để con đường học hành sau này của đám nhỏ được thuận lợi là một người mẹ tốt có hai cô con gái sắp đi học vào mùa thu này vạn kim chi cũng nghĩ vậy trong lòng cô ấy tự hỏi rằng người ta đều đến vuốt lông ngựa mình phải nịnh kiểu gì cho khác biệt không rơi vào khuôn sáo cũ lại không biết chỉ cần đưa thằng con nhỏ đến trước mặt hai người đó thì còn hữu dụng hơn hết thảy chiêu trò ngoài kia từ khi hải đại phú và lan tú mai được sửa lại án sai thì người trong thôn đã thay đổi thái độ đối xử với họ không còn mở miệng ra là hải lão đầu lan lão bà nữa tôn kính gọi hai người là giáo sư chỉ là hai vợ chồng già cảm thấy như thế không ổn hai người hiện tại đâu còn là giáo sư sau cùng mỗi bên lui một bước mọi người coi họ như những ông lão bà lão lớn tuổi trong thôn gọi là chú hải thím lan Thôn Đường Thạch có đội trưởng thông minh như ung hữu quý, thời điểm lúc trước khi cách mạng văn hóa nổ ra rầm rộ, ông ta cũng không cho dân làng buông bỏ công việc ngoài đồng ruộng để mà hưởng ứng phong trào cách mạng gì đó. Mỗi lần cấp trên ra yêu cầu mới cho mấy người có tội bị điều xuống cơ sở cải tạo viết một tờ đơn nhận tội, ngoài ra nên làm cái gì thì làm thế đó. Ngoại trừ điều kiện nơi ở kém hơn người ta một chút, làm việc nhếch nhác khổ cực hơn một chút, chứ trên thực tế không khác những dân làng trong thôn là bao, còn hơn là bị điều đến địa phương khác ngày ngày đêm đêm bị đồng bạn phê bình tranh đấu, nhóm người được đến thôn Đường Thạch đã là cực kỳ may mắn. Nhưng mà dù vậy, làm đại diện tiêu biểu cho những phần tử xấu của năm, dân làng cho dù không bức ép bọn họ thì cũng không quá thân cận, gần như là tránh được càng xa càng tốt, sợ đến gần sẽ bị liên lụy. Trước kia hờ hững giờ người ta được minh chứng lại sáp đến làm thân, nam nữ trong thôn không phải ai cũng có da mặt dày như thế, hiển nhiên sẽ cảm thấy ngượng ngùng, nhưng mà cũng may hai vợ chồng giáo sư Hải đều là người làm công tác văn hóa, tốt tính, rộng lượng khoan dung, không so đo những chuyện đã qua, tiếp xúc không biểu hiện ra tật xấu gì, khiến người trong thôn càng xem trọng họ hơn. Kim Chi, cô cũng đến giúp chú hải cất nhà đó à? Mọi người đang tụ lại trong đội giúp hai vợ chồng hoạch định phần móng nhà, đào đất đắp nền, đàn bà con gái giúp đỡ việc lặt vặt, lâu lâu phụ giúp đàn ông khuân vật liệu một lúc. Bọn họ vừa mới nghĩ hai vợ chồng giáo sư Hải về sau sẽ thành hàng xóm với vạn Kim Chi, chắc là cô ấy sẽ đến phụ một tay, người này đúng là thiêng thật, nhắc tào tháo tào tháo đến ngay dạ phải chú hải thím lan sau này mọi người đều là láng giềng với nhau có gì cần giúp cứ đến tìm cháu chuyện khác không dám nhận chứ sức chặt củi đun nước thì cháu có nhiều vạn kim chi nghĩ sau này họ là hàng xóm của nhau hai vị giáo sư thì đã có tuổi rồi củi lửa trong thôn phân cho có lẽ đủ dùng nhưng nước lại là vấn đề đáng để tâm hai người họ dường như không có ý định đào giếng vậy thì mỗi ngày mình đun nước đổ đầy vại nước cho họ đây là quyết định vô cùng sáng suốt ôi trời sao cô ấy lại thông minh đến vậy cơ chứ đúng vậy chú thím đừng khách sáo với nhà chúng cháu nhé phân dụng của chú thím muốn cải tạo tốt cũng còn mất một khoảng thời gian trong thời gian đó hai người muốn ăn rau sạch rau tươi thì cứ đến vườn nhà chúng cháu hái đều là rau sạch tươi non không đó lăng quốc đống chỉ sợ hai ông bà khách sáo người ta khách sáo thì sao mình không biết xấu hổ mà mở miệng nhiều và người ta chú ý nhiều hơn đến hai cô con gái nhà mình ở trường tiểu học được không khách sáo với hai người Hải Đại Phú còn ước gì không xây sửa nhà cửa gì hết mà đến nhà cậu hai nhà họ lăng ở ngay lập tức ấy chứ. Ông ta đáp xã giao vài câu. Ánh mắt không nhịn được đảo ra phía sau hai vợ chồng tìm tòi, nhưng chẳng thu hoạch được gì nên thất vọng lắm. Nghe chị Vương nói nhà các cháu có ba đứa nhỏ hả? Sao không đưa chúng sang đây chơi? Ông ta thân ở nhà mình nhưng tâm tình đã sớm bay vụt sang nhà họ lăng cách vách, lắng thai muốn nghe động tĩnh nhà bên cạnh, nhưng ông ta đâu phải thỏ đâu, khoảng cách xa như thế nào có nghe được. Tú Mai bảo ông ta phải kiềm chế lại đã, đến khi gặp đừng có sốt sắng như chó đuôi to sẽ khiến hai vợ chồng lăng quốc đống nghi ngờ, nhưng ông ta không tài nào kiềm chế nổi mới chết chứ. Ba đứa nhỏ đang ngủ chưa ạ? À. Vạn Kim Chi đã sắn tay áo sấn vào làm việc với đám đàn ông, sức cô lớn, người ta một nhát xúc. Xúc được một sẻng đất, cô cũng một cái sẻng nhưng một sẻng của cô phải gấp 4-5 lần người ta, hì hục hì hục một tí đã khuyết mất một góc rồi. Ngủ chưa à? ưng ừ, ngủ chưa đều đặn giúp cơ thể phát triển lan tú mai ở bên cạnh tiếp lời gật đầu liên hồi mấy ngày nay bà ta cũng lặng lẽ quan sát tiểu thái tử trắng trẻo mập mạp được nuôi dưỡng tốt hơn cả ở hoàng cung lúc trước hơn nữa tính tình cũng hoạt bát hơn trước mỗi lần trông thấy nhóc ấy đều đang cười toe có thể tưởng tượng được thằng bé sống ở gia đình mới vui vẻ biết chừng nào sau này là hàng xóm của nhau rồi đợi đến khi nhà xây xong hai vợ chồng dẫn ba đứa nhỏ đến nhà bà chơi rồi cứ để ở đây ông bà trông cho hai người có công có việc Ông bà già ở nhà dù sao cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm, nghe nói hai cô bé nhà cháu chuẩn bị đi học phải không, qua đây ông bà kèm thêm cho. Lan Tú Mai chọn xây nhà ở bên cạnh nhà Vạn Kim Chi chính là vì ý định này, thường xuyên qua lại gia tăng tình cảm, chẳng phải có thể thuận lý thành chương tiếp xúc nhận lại tiểu thái tử sao. Lăng Quốc Đống không nhận biết được hai ông bà lão đang khách sáo hay thật sự có ý này, có chuyện tốt như thế thật sao. Tình cảnh hai ông bà già này mọi người cũng biết đấy chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ với thằng con bất hiếu kia từ lâu, đã có tuổi rồi, hai ông bà già quanh quẩn ở nhà với nhau thì tịch mịch quá. Ông bà không ngại trẻ nhỏ chơi đùa ồn ào, hoạt bát lanh lợi thì càng vui hơn, hai đứa yên tâm đi, ông bà đảm bảo sẽ săn sóc ba đứa nhỏ giúp hai đứa thật tốt. Hải Đại Phú xem như đã rút hết kỹ năng diễn xuất mài rũa trong thâm cung ra dùng, nhất là khi thuật lại tình cảnh bản thân lúc trước. Người nghe mà thấy thương tâm, nghe đến xúc động, hận không thể giúp ông ta đánh chết thằng con trai bất hiếu kia sau khi có lời lý giải phía trước thì đề nghị ông ta đưa ra với vợ chồng lăng quốc đống cũng dễ hiểu người về già tự nhiên sẽ có niềm vui thú an dưỡng tuổi già nhưng trách ai được khi họ không có phúc con cháu nên là mới mong muốn được chăm nom đứa nhỏ đáng yêu biết điều nhà người ta ít nhất cuộc sống sẽ không còn cô quạnh nữa chuyện tốt như thế sao không rơi lên người bọn họ vậy nhỉ mọi người xung quanh đến phụ giúp việc hận không thể bảo hai vợ chồng vạn kim chi từ chối mau đi để tiến cử thằng nhóc nhà mình lên nhất là những người cũng ở gần đây nếu không phải ra mặt mỏng không dám mở lời chứ ai cũng muốn hỏi thẳng luôn ấy hỏi rằng lúc trông mấy đứa nhỏ nhà cậu hai lăng tiện thể trông hộ đứa nhỏ nhà bọn họ luôn được không hai giáo sư đại học cùng nhau dạy còn sợ đứa nhỏ nhà mình không tiến bộ sao chỉ tiếc vạn kim chi với lăng quốc đống chẳng phải kẻ ngốc họ vốn có ý định muốn nói với hai ông bà nên mới tới có lý nào lại từ chối đồng ý ngay tức thì chú hải thím lan nhà chú thím chưa xây xong hay là mấy ngày tới hai người đến nhà chúng cháu ở tạm mấy hôm đi ạ à? Ba đứa nhỏ nhà cháu đang ở một phòng, căn phòng lúc xây chuẩn bị cho tráng tráng vẫn đang bỏ không, giường tủ khô giáo đầy đủ. Mỗi ngày ăn cơm cũng chỉ thêm hai bộ bát đũa mà thôi, ra mặt hai chúng cháu dày, thôi thì nhờ chú thím trông giúp ba đứa nhỏ lúc chúng cháu đi làm. Vạn Kim Chi suy nghĩ nhanh nhạy, nghĩ có cái gì dễ bồi đáp cảm tình hơn là ở chung một chỗ đâu. Giáo sư đại học đặt vào thời trước chính là thái phó của các hoàng nữ đó, được nhân vật tầm cỡ vậy dạy hai đứa nhỏ nhà cô ấy học, thật là hời quá đi thế thì ngại quá. Hải đại phú khống chế mong muốn gật đầu ngay tức khắc, ra vẻ khách sáo một hồi. Thật ra linh hồn hải công công trong lòng đã thét gào, chỉ sợ bản thân khách sáo người ta không đề cập đến đề tài này nữa thì xong. Đến nhà họ lăng ở, ngay ngay ăn chung ở chung cùng tiểu thái tử, còn chuyện gì có thể khiến công công vui hơn chuyện này không? Có gì mà phải ngại đâu, việc dựng nhà cũng phải mất hơn nửa tháng nữa, chú thím giúp chúng cháu trông bọn nhỏ nói gì thì nói vẫn là chúng cháu được phần hơn vạn kim chi rất hiểu chuyện vội đáp lại một câu hải đại phú và lan tú mai vốn có mong muốn này hiện thời cơ đến sao còn lý do tiếp tục từ chối mấy ngày nay phiền mọi người nhiều rồi khi nào xây dựng hoàn thiện chúng tôi sẽ làm một bữa cơm mời mọi người đến chung vui với chúng tôi nhé lan tú mai không chỉ mải bồi dưỡng quan hệ với nhà họ lăng mà phớt lờ những người đến phụ giúp khác đây là kẹo bạn cũ của chúng tôi gửi cho tặng mọi người mang về làm quà cho trẻ nhỏ ở nhà ngọt lắm đó Nói xong bà ta lấy ra một chiếc hộp thiếc đựng kẹo bốc cho mỗi người đến giúp đỡ một nắm. Kẹo này không giống kẹo bán ở cửa hàng tạp hóa. Chữ viết trên lớp vỏ mọi người chưa ai từng nhìn thấy bao giờ. Mỗi một viên kẹo được bọc trong giấy gói kẹo tinh xảo, đẹp đẽ vô cùng. Xây sướng nhà cửa trong thôn không thịnh hành lối trả tiền công, đưa tiền như thể xúc phạm người ta. Hầu như toàn là vào nhà mới thì làm một bữa cơm mời mọi người đến ăn. Khách sáo với nhau, đồ ăn làm phong phú hơn một chút, phong khoáng hơn một chút mời ít bánh kẹo điểm tâm xem như để cảm ơn. Hai vợ chồng Hải Đại Phú lấy kẹo ra tặng khiến mọi người rất hài lòng, không thấy khó chịu vì vừa rồi họ chỉ nhắc đến bọn trẻ nhà vạn kim chi nữa. Dù sao người ta sau này là hàng xóm của nhau, hai ông bà lão muốn tạo quan hệ tốt với vạn kim chi cũng là lẽ đương nhiên thôi không có gì phải ghen tị cả. Cũng có một số người lòng dạ khôn lường, bắt đầu nổi lên tâm tư với bối cảnh hai ông bà. Nghe nói những tài sản bị tịch thu sau khi người đó được khôi phục lại cương vị chính trị sẽ hoàn trả lại cho họ. Hai ông bà làm giáo sư nhiều năm tích lũy được không ít vốn liếng, cho dù bị cấp trên cắt mất một ít. Bị thằng con bất hiếu kia cũng đi một ít thì đối với những người như bọn họ ở nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này vẫn là một khoản tiền lớn. Hơn nữa nghe đâu những cán bộ lão thành phục hồi chính trị được căn cứ vào công việc trước khi lao động cải tạo mà đền bù một khoản tiền lương. Không biết có thật hay không, nếu là thật thì hai vợ chồng ông lão giờ giàu ụ ụ rồi ấy chứ dân làng trong thôn vẫn có khuynh hướng nghiêng về hai suy đoán trên kiểu gì họ cũng dư giả tiền thì mới chọn ở lại thôn làm giáo viên tiểu học một tháng nhận có 15 đồng lương bạc béo nếu ở chung thời gian dài hai ông bà lão coi mấy đứa nhỏ nhà cậu hai lăng là cháu ruột của mình thật về sau số tiền này chẳng phải đều về tay bọn họ hết sao nghĩ thế cũng không đúng người ta còn thằng con trai mà cho dù thằng con không có hiếu đã đoạn tuyệt quan hệ nhưng sau này đến trước mặt khóc lóc cầu xin làm ba mẹ có thể cứng rắn quyết không nhận người được sao rồi con cháu trai cháu gái bọn nhỏ ngây thơ không có lỗi gì chạy đến trước mặt hai ông bà lão khóc lóc làm nũng một hồi bọn họ đành lòng không nhận con cháu mang hết tiền của cho người ngoài ư không có chuyện đó xảy ra đâu đám người nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nhỡ đâu có ngoại lệ không biết chừng chuyện tốt như thế không thể để nhà cậu hai lăng cướp mất về sau phải tích cực cho thằng nhỏ nhà mình lượn lờ đến trước mặt họ không chừng có duyên lọt vào mắt hai người, nhân vật như họ tùy tiện bỏ đi mấy thứ đồ trong tay cũng đủ cho bọn họ chi tiêu mấy tháng liền. Hai vợ chồng Lăng Quốc đống lại không nghĩ nhiều đến thế, nếu bọn họ biết suy nghĩ của người dân trong thôn đoán rằng sẽ hỏi thẳng một câu tiền của hai ông bà có nhiều không, đủ mua bao nhiêu cái đồng hồ, bao nhiêu cái tivi. Chút tiền đó tự bọn họ vẫn có thể cung cấp chu toàn cho bọn trẻ nhà mình. Vạn Kim Chi và Lăng Quốc đống thẳng thắn vô tư làm cho Hải Công Công Lan Cô Cô thấu rõ lòng người khó lường càng thêm yên tâm, cũng kiên định với chủ ý rằng họ tạm thời không nhận lại tiểu thái tử, để cậu bé hưởng thụ cuộc sống vui tươi sau khi sống lại. Hừ, Lăng Mỹ Lệ vừa về nhà đã tung cửa đá ghế, khó được ngày thành thơi không phải ra đồng, triệu mai ở trong phòng mình, nghe tổ tông sống kia lại nổi điên thản nhiên như không lấy bông bịt lỗ tai lại, bĩu môi tiếp tục may áo bông cho chồng. Dạo này trời lạnh lên rất nhanh, mấy nữa không có nhiều thời gian rảnh, cô ta phải tranh thủ may vá cho xong quần áo mùa đông của cả nhà, rồi mang ra ngoài núi hong khô, phơi cho bông lót bên trong đã bị cứng được mềm ra. Em chồng nhà người ta ai ai cũng chăm chỉ giỏi giang, kể cả cô ta lúc chưa lấy chồng mấy việc đun củi nấu cơm chăn gà chăn vịt cũng làm nhoay nhoáy. Mấy chị dâu phải đi làm, mình cô ta giải quyết hết đống quần áo bẩn của anh em trong nhà, còn giúp trông mấy đứa cháu, sao mà đến nhà họ lăng lại trả giống gì thế, chị dâu như cô ta đây còn phải hầu hạ nịnh nọt em chồng. Triệu Mai cắn đứt sợi chỉ, nỗi buồn bực không dưng dâng lên trong lòng. Tâm can bé bỏng của mẹ ơi, ai lại chọc giận con thế? Từ ái quyên đang ngủ gà ngủ gật thì nghe bên ngoài ầm ý, nghe ra là tiếng của con gái nên đè xuống cơn tức tối đã trực trào lên, khoác áo sốc mảnh trúc đi ra. Còn ai khác ngoài chị dâu hai chứ? Lăng Mỹ Lệ nhớ lại lúc trước hỏi chị dâu hai cái gì cũng hỏi được hết, đâu như hôm nay phí mất một ngày trời, cô ta mệt đến dã rời chân tay, bực muốn chết. Con lại đến trêu chọc nó. Từ Ái Quyên phiền não, biết rõ chị dâu hai như vạn kim chi không dễ chọc sao con gái nhỏ cứ thích đụng chạm đến cô ta chứ. Cái gì mà con đến trêu chọc chị ta, mẹ, mẹ có biết chị ta với anh hai con làm ra chuyện tốt gì không, nói ra con sợ mẹ với ba tức chết luôn. Lăng Mỹ Lệ tuổi thân nhìn mẹ cô ta, sao mà từ miệng mẹ nói ra cứ như thể cô ta là đứa chuyên gây phiền toái vậy. Phi phi phi, cái gì chết với không chết, si xoa si xóa, đại cát đại lợi hiếm khi trông thấy bà từ vỗ cái bốp lên lưng con gái cưng bà ta chắp hai tay thành hình chữ thập vái lại bốn phương sợ điềm xấu trong lời con gái ứng nghiệm lăng mỹ lệ không ngờ mẹ cô lại quá để ý mấy câu chữ kia mà không thèm quan tâm ý cô ta muốn nói vội bồi thêm một câu nhà chúng ta còn đang ăn chấu nhai rau anh hai chị dâu thì hay rồi đi cung phụng ông bà lão nhà người ta thừa tiền thừa gạo sao không mang đến hiếu kính mẹ chứ con thấy căn bản anh ấy không xem mình là người nhà họ lăng là con trai của mẹ lần trước ra đồng cô ta không moi được chuyện gì từ miệng vạn kim chi nên mấy ngày nay chạy tới chạy lui hết cả thôn tìm bạn bè lúc trước chơi cùng dò hỏi tin tức thật ra thì từ khi lên trung học cô ta thấy mình với mấy đứa nhóc quê mùa này không phải người cùng đường cho nên đã ít nói chuyện với các cô ấy lần này nếu không phải để thăm dò tin tức cô ta sẽ không tự hạ thấp địa vị dính líu với mấy người đàn bà đã gả đi cho người khác đoán chừng nửa đời sau cũng vẫn tầm thường này đâu cô ta vừa mới tám chuyện với mấy đứa bạn hỏi ra hai vợ chồng hải đại phú chuyển đến nhà anh hai ở nét hả hê khi người khác gặp họa trong đáy mắt của đám đàn bà kia khiến cô ta khó chịu khỏi phải nói con nói rõ xem nào mẹ không hiểu con đang nói gì hết ấy từ ái quyên mù mịt sao mà thằng hai nhà mình lại đi chăm ba mẹ nhà người ta lăng mỹ lệ nóng lòng thuật lại tỉ mỉ một lần chuyện mình nghe ngóng được nhấn mạnh anh hai khỉ đá nhà mình nhăm nhe tiền của hai vợ chồng hải đại phú sắp sửa coi bọn họ như ba mẹ mà phụng dưỡng Thật ra thì hoàn toàn là mấy người đó đỏ mắt nói bậy, nhưng ai bảo Lăng Mỹ Lệ nhì không vừa mắt một nhà anh hai cô ta chứ, người ta nói khó nghe hơn nữa cô ta cũng tin. Thì ra là thế à? Từ ái quyên yên tâm, ngáp dài một cái chuẩn bị về phòng ngủ. Mẹ, sao mẹ không giận? Lăng Mỹ Lệ giữ chặt tay áo lão thái thái, đáng lẽ ra lúc này mẹ phải cùng chung kẻ thù với mình, rồi tiếp đó đi thảo phạt nhà anh hai chứ. Có gì mà phải giận, nếu anh hai con có bản lĩnh lấy được tiền của hai ông bà kia thì càng được hời cho nhà họ lăng mình chứ sao không phải cho người ta ăn không uống không rồi hà từ ái quyên không thấy có gì đáng tức giận con không phải nghĩ nhiều thế làm gì lần trước anh hai con nói sẽ giúp con tìm mối công việc không biết thế nào rồi con mà đi làm công nhân thì mẹ cũng được hưởng phúc theo còn đi ghen tị với nhà anh hai con chút chuyện vụn vặt này nữa bà ta từ ái vuốt ve mặt cô con gái cưng thoáng xoa dịu gương mặt đang phẫn nộ của lăng mỹ lệ anh hai anh hai từ khi anh ấy cưới người phụ nữ kia có coi mấy anh em con ra gì đâu nhờ anh ấy còn không biết anh ấy có giúp cho không cờ với cả làm công nhân tạm thời thì con thả kiếm một người đàn ông tốt để cưới còn hơn mẹ cũng đều được hưởng phúc cả con ngươi đen lấy của lăng mỹ lệ đảo tròn é thẹn nói với bà từ con yên tâm đi trong lòng mẹ đã có tính toán phải chuẩn bị phương án dự phòng chứ từ ái quyên không thể nào gửi gắm toàn bộ hạnh phúc của con gái vào công việc thời vụ ở xưởng thực phẩm này đâu Mẹ Lăng Mỹ Lệ muốn thử đề cập về La Quán Thanh, nhưng nghĩ đến mẹ cô ta có phản cảm với thanh niên trí thức lại thôi không dám mở lời. Con mệt rồi, chị dâu nấu xong cơm mẹ gọi con nhé. Sau đó đi về phòng mình, muốn hỏi thăm được tình hình nhà họ la từ miệng người khác, nhào lên giường đất, quấn chân lăn lộn mấy vòng. Từ ái quyên không hề hoài nghi vừa rồi con gái có gì không thích hợp, chỉ nghĩ là cô gái nhỏ nhắc đến hôn nhân thì thẹn thùng, bà rũi thắt lưng, đi đến trước phòng con trai lớn gõ cửa, dặn con dâu cả tối nấu cơm trưng thêm một quả trứng cho con gái bồi bổ cơ thể rồi ngáp dài quay về phòng ngủ tiếp. Triệu Mai cầm kim đâm thật mạnh vào bọc kim chỉ, cô ta tức tối hừ mấy tiếng, trong mắt ngập tràn ghét bỏ cùng không cam lòng. Cô em chồng này còn đáng ghét hơn trăm ngàn lần em dâu hai với mấy chị dâu nhà mẹ đẻ cô ta. Bao giờ mới tống khứ được tai họa này đi đây, ngày Tết ngày lễ cô ta phải lén thắp thêm ba nén nhang cầu xin ông bà tổ tiên thôi nhưng vừa nãy hai người họ nói chuyện cô ta vẫn không nhịn được mà gỡ bông bịt tai ra mà nghe được hết rồi nếu hai vợ chồng ông bà lão hải có nhiều tiền thế thật thì cớ gì độc một nhà chú hai hưởng chứ khôn nhi với xuân nhi nhà cô ta hoạt bát đáng yêu thế cơ mà nhất định cũng có thể bồi hai ông bà vui vẻ hết phần hai